Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 229. Nam đế im lặng. Thần mục cười, hắn đang lấy ngươi để luyện tập. Nam đế gật đầu, ta biết. Thần mục nhìn về phía Diệp Huyên ở ngoài cửa, khẽ nói, phải công nhận rằng, tên kia đúng là yêu nghiệt. Muội muội kia của hắn chắc chắn cũng không phải người bình thường, thấp nhất là tương lai đạo, thậm chí là cao hơn. Cao hơn. Sắc mặt nam đế chợt thay đổi nói, không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng, tương lai đạo đã là cực hạn rồi. Thần mục khẽ cười nói, đừng sợ, dù nàng có là cảnh giới không biết thì sao. Dưới chủ nhân bút đại đạo đều là con kiến. Ông ta nói xong bèn nhắm mắt lại, mở tay ra, trong tay xuất hiện hai quân cờ, lần này, ta muốn đánh bại nửa đứa con của trời. Đánh bại nửa đứa con của trời. Trên mặt thần mục toát ra một nụ cười đầy tự tin và thong dong. Dòm ngó thiên cơ. Bất cứ lúc nào, dòm ngó thiên cơ cũng là một hành động chống lại lẽ trời. Thế nhưng, bây giờ ông ta vẫn sống nhăn răng. Điều này cũng đã chứng minh thực lực của ôn ta. Thần mục nhìn bên ngoài nói, nếu hắn vẫn là người thiên mệnh thì ta còn kiêng kỵ ba phần, nhưng hắn đã bị cướp đi số mệnh thiên mệnh. Giờ đây, hắn đã không còn chủ nhân bút đại đạo chống lưng nữa. Ông ta nói xong, lắc đầu cười, muốn giết thì chỉ trong nháy mắt. Nam đế trầm giọng hỏi, khi nào thì chúng ta giết hắn? Nàng ta quả thật đã sắp không chờ nổi nữa. Thần mục cười, đừng sốt ruột, sát đạo trận của chúng ta cũng sắp hoàn thành, trước khi giết hắn và chủ nhân bút đại đạo thì lấy muội muội của hắn tế trận trước đã. Nam đế nhỏ giọng hỏi, chủ nhân bút đại đạo sẽ ngăn cản sao? Thần mục nhắm mắt lại nói, sau khi giết cô gái váy trắng thần bí kia, kế tiếp chính là trận chiến trung cực của chúng ta. Bởi vì y chắc chắn sẽ ngăn cản chúng ta giết Diệp Huyên. Thành bại chính là ở ngay lúc đó. Nam đế gật đầu rồi lui ra ngoài, vừa đi ra bèn lạnh lùng liếc Diệp Huyên ngồi khoanh chân bên cạnh nói, người sắp chết còn tu luyện cái gì? Tu luyện ở kiếp sau đi. Nàng ta nói xong bèn biến mất ở đằng xa. Diệp Huyên chẳng thèm để ý đến nàng ta, tiếp tục tu luyện. Đạo văn. Giờ hắn đang suy nghĩ đạo văn mà nam đế nói trước đó. Ban nãy, khi đánh nhau với nàng ta thì đối phương có lấy ra hai loại đạo văn, sức mạnh của loại thứ hai còn mạnh cái thứ nhất. Đạo văn. Kiếm Thanh Huyên. Đạo văn hẳn là thuộc một loại của đại đạo chi pháp nên chắc kiếm Thanh Huyên cũng có thể khắc chế nó. Diệp Huyên nghĩ vậy không khỏi nhìn về phía gian nhà tranh, trong lòng vừa nghĩ. Ong. Một tiếng kiếm ngân chợt vang lên bên trong, nhưng ngay sau đó đã có một giọng nói truyền ra, kiếm này có hơi đặc biệt, ta muốn nghiên cứu một chút. Là giọng của thần mục. Diệp Huyên liếc nhà tranh hỏi, khi nào thì giết ta? Lần này, thần mục chậm rãi đi ra khỏi nhà, nhìn Diệp Huyên cười hỏi, sao? Gấp vậy à? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Thần mục cười, yên tâm, nhanh thôi. Diệp Huyên hơi tò mò hỏi, các người biết tại sao sau khi giết ta sẽ chấm dứt được hết nhân quả của chủ nhân bút đại đạo không? Thần mục ngó Diệp Huyên nói, không biết, ngươi biết không? Diệp Huyên gật đầu. Thần mục cười hỏi, vậy ngươi có thể nói cho ta biết không? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, bởi vì nếu ta chết thì muội muội của ta sẽ giết y. Thần mục nghe vậy sửng sốt, sau đó bật cười hỏi lại, muội muội của ngươi sẽ giết y. Diệp Huyên gật đầu. Thần mục chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Huyên nhìn hắn nói, ngươi biết chủ nhân bút đại đạo không? Diệp Huyên gật đầu, từng gặp một lần. Thần mục cau mày, từng gặp một lần. Diệp Huyên lại gật đầu, khá hiền lành. Thần mục lắc đầu cười, chàng trai lợi hại ghê, nói dối mà mặt không đỏ luôn. Diệp Huyên. Thần mục lại nói, chủ nhân bút đại đạo không ở cùng một thứ nguyên với chúng ta. Y ở một cái vũ trụ cực kỳ đặc biệt. Tóm lại, những người của thế giới này như chúng ta hoàn toàn không thể nào đến thế giới kia. Ngươi nói từng gặp y một lần, là ở trong mơ hả? Diệp Huyên nhàn nhạt nói, vậy coi như chưa gặp đi. Thần mục tiếp tục nói, ban nãy ngươi nói, giết ngươi thì muội ngươi sẽ giết chủ nhân bút đại đạo. Ông ta nói xong thì lắc đầu cười, ngươi biết thực lực chân chính của chủ nhân bút đại đạo không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Điều này thì hắn cũng không có nói xạo,
rốt cuộc chủ nhân bút đại đạo có thực lực thế nào thì hắn đúng là không biết thật. Đương nhiên, cũng sẽ không kém. Hồi đó, Thanh Nhi và cha đánh ra một kiếm, chính người kia đã xuất hiện ngăn cản Thanh Nhi và cha diệt thế. Lúc này, Thần Mục lại cười, chàng trai trẻ, tự cho mình là yêu nghiệt, thấy chút việc đời đã cảm thấy mình rất giỏi. Tặng cho ngươi một câu, thế giới rất rộng lớn, cá nhân lại vô cùng nhỏ bé, đừng khiến mình là con ếch ngồi dưới đáy giếng. Ông ta nói xong bèn xoay người đi sang hướng khác, Diệp Huyên liếc Thần Mục, cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục ngồi khoanh chân dưới đất tu luyện. Bên kia, Phổ Biên Chủ dẫn theo Thần Minh và A Tăng đi đến đỉnh một ngọn núi tuyết, trên đó gió rét lạnh thấu xương, đương nhiên, với cả ba người họ thì chút gió ấy hoàn toàn chẳng đáng là gì. Phổ Biên Chủ dẫn hai người đi một lúc thì dừng lại, cách đó không xa trước mặt họ có một bức tượng băng. Là một người đàn ông trung niên. Giờ phút này, ông ta đã bị đông thành đá. Song bấy giờ, người đàn ông trung niên bỗng mở mắt ra. Thoáng chốc, khối băng xung quanh ông ta lập tức biến mất. Ông ta thấy Vô Biên thì cười chào hỏi, Vô Biên. Lâu rồi không gặp. Vô Biên Chủ cười nói, Đông Trần, chúc mừng. Người đàn ông trung niên nhìn Vô Biên hỏi, chúc mừng gì? Vô Biên cười đáp, đạt tới tương lai đạo còn không đáng chúc mừng à? Đông Trần lắc đầu cười, vốn dĩ, tưởng rằng ngươi không cảm giác được nhưng ngươi vẫn liếc một cái đã nhìn thấu ta. Ông ta nói xong nhìn Vô Biên Chủ nghiêm túc hỏi, Vô Biên, rốt cuộc thì ngươi có cảnh giới gì vậy? Vô Biên cười hỏi, hỏi cái này làm gì? Đông Trần đáp, tò mò. Vô Biên cười nói, sau này ngươi sẽ biết. Sau này. Đông Trần lắc đầu, ngươi đó. Vô Biên lại nói, theo ta được biết. Người đã rời khỏi nghịch thiên đạo. Đông Trần gật đầu, đúng vậy. Phổ Biên cười hỏi, tại sao thế? Đông Trần ngó ông ta nói, chẳng phải lúc trước ngươi hy vọng ta rời khỏi nghịch thiên đạo sao? Phổ Biên im lặng. Đông Trần nặng nề hỏi, Phổ Biên, có phải ngươi biết họ sẽ không thành công không? Phổ Biên gật đầu. Đông Trần nhìn Phổ Biên hỏi, bọn có bao nhiêu phần thắng? Phổ Biên nhàn nhạt đáp, 0%. Đông Trần ngây người, sau đó mới nói, theo ta được biết, bọn họ đã sắp đặt một tòa trận pháp cổ tên là Sát Đạo. Trận này được coi là trận pháp đứng đầu từ cổ chí kim, có được 3.600 loại đại đạo chi pháp. Phổ Biên lắc đầu, vô dụng. Đông Trần trầm giọng hỏi, tại sao? Phổ Biên khẽ thở dài, biết sao chủ nhân bút đại đạo mặc kệ bọn họ nhảy nhót không? Ngươi cho rằng y không biết họ sao? Y chắc chắn biết, ở trên thế giới này, không có gì có thể giấu giếm được y. Nhưng, y vẫn không thèm để ý đến họ. Ngươi biết tại sao không? Đông Trần trầm giọng nói, bởi vì y hoàn toàn không coi họ là cái định gì. Phổ Biên gật đầu, đây là đầu tiên. Thứ hai, chủ nhân bút đại đạo cũng không phải loại người lạm sát kẻ vô tội. Y sẽ không chủ động đi giết ai trừ khi là tình huống đặc biệt thôi. Không thì y sẽ khiến mọi thứ trên đời vận hành theo quy tắc do y tạo ra. Đông Trần cười khổ hỏi, Phổ Biên, những người tu luyện như chúng ta không thể thoát ra khỏi quy tắc do chủ nhân bút đại đạo đặt ra thật ư? Phổ Biên lại nói, được chứ, bởi vì có người đã thoát ra được rồi, mà chủ nhân bút đại đạo cũng không có thủ tiêu, nếu ngươi có thể thoát khỏi thì y cũng sẽ không xông tới diệt ngươi. Ông ta nói xong lại lắc đầu, ngươi biết thứ đáng sợ nhất là gì không? Chính là nghịch thiên đạo, chưa có đủ thực lực thì đừng nên đi khiêu khích y. Đông Trần im lặng. Phổ Biên nói tiếp, thực ra, hậu quả của việc khiêu khích chủ nhân bút đại đạo cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần đừng quá đáng thì y sẽ không để ý đến ngươi. Bởi vì trong mắt y, những kẻ chống lại mình chỉ giống mấy đứa trẻ mới lớn trong thời kỳ nổi loạn nên y sẽ cho ngươi cơ hội. Thế nhưng, theo ta được biết, giờ họ vậy mà lại đi chọc vào tên vua dựa dẫm kia. Vua dựa dẫm? Đông Trần ngơ ngác, hỏi, vua dựa dẫm gì? Phổ Biên lại thở dài, một tên có rất nhiều ô dù. Tên đó cũng đến thế giới mới. Thần mục kia dòm ngó được đôi chút thiên cơ, chỉ cần giết vua dựa dẫm thì có thể chấm dứt mọi nhân quả của chủ nhân bút đại đạo. Có điều, ông ta lại không tính được vua dựa dẫm mà chết thì toàn bộ vũ trụ cũng xong luôn. Đông Trần trầm giọng hỏi ngược lại, toàn bộ vũ trụ. Phổ Biên gật đầu, cả vũ trụ đã biết và chưa biết đều sẽ hủy diệt. Sắc mặt Đông Trần chợt trở nên nghiêm trọng, Phổ Biên,
có thể nói là tại sao không? Vô Biên cười, kẻ nhảy ra khỏi quy tắc nói đến ban nãy đó, đằng sau hắn chính là người đó. Đông Trần nặng nề nói, vậy họ còn chọc vào hắn. Vô Biên lắc đầu, ở trong mắt họ, chỉ có chủ nhân bút đại đạo mới coi là kẻ mạnh, còn những người khác thì đều họ bị khinh bỉ. Ta cũng khuyên rồi, nhưng họ không nghe, lần này tới tìm ngươi là muốn nhắc nhở ngươi một chút, mau rời khỏi đây đi, đừng để bị liên lụy vào. Đông Trần cười khổ, ta đã rời khỏi nghịch thiên đạo. Sao có thể bị liên lụy chứ? Vô Biên lại nói, người phụ nữ kia chính là một cỗ máy diệt bản đồ, giết người không giết một người mà là diệt cả tông. Sắc mặt Đông Trần cứng lại. Vô Biên lại bảo, ta cũng muốn rời khỏi đây, ngươi cũng đi đi. Đông Trần hỏi, ngươi định đi đâu? Vô Biên nhẹ nhàng nói, đi dạo một lúc rồi sẽ đến hệ Ngân Hà dưỡng lão. Đông Trần. Bên kia, Diệp Huyên vẫn tu luyện, kiếm ý nhân gian của hắn đang không ngừng mạnh lên. Song Diệp Huyên không biết lúc này có một người đang tìm kiếm người đến cứu hắn. Người này chính là Thiên Đạo. Từ sau khi biết Diệp Huyên rơi vào tay nghịch Thiên Đạo không có lúc nào là rảnh, vẫn đi khắp nơi tìm kiếm cao thủ. Hôm nay, Thiên Đạo đi tới bên trong một tòa thành cổ xưa. Là Thiên Đạo nên nó đã sống rất lâu, trong những năm tháng dài dòng ấy, đương nhiên là sẽ biết một số cao thủ đỉnh cấp lánh đời. Thiên Đạo đi vào một quán trà nhỏ, việc buôn bán của nơi đây cũng không được tốt, chỉ có mấy tu sĩ. Một ông lão sau quầy thấy Thiên Đạo bước vào thì chợt mở mắt ra. Thiên Đạo trực tiếp đi đến trước mặt ông ta chào hỏi, Thương Huyền, lâu rồi không gặp. Ông lão tên Thương Huyền cười nói, Thiên Đạo, sao hôm nay lại có rảnh mà đến quán trà nhỏ của ta vậy? Thiên Đạo trầm giọng đáp, thời gian rất gấp, Thương Huyền, hôm nay ta tới tìm ông là muốn nhờ ông giúp đỡ. Thương Huyền nhíu mày, giúp đỡ. Thiên Đạo gật đầu, đúng vậy. Một người bạn của ta rơi vào trong tay nghịch Thiên Đạo. Ta muốn ông đi cứu hắn ra với mình. Nếu cứu được hắn thì ông sẽ nhận được một phần duyên lành của Thiên Đạo. Thương Huyền lại bỗng dưng xua tay nói, Thiên Đạo, ta từ chối. Ta không muốn chọc vào nghịch Thiên Đạo. Thiên Đạo còn định nói gì thì Thương Huyền lại nói thẳng, mời quay về đi. Thiên Đạo hạ giọng, Thương Huyền. Đây là cơ hội của ngươi. Hãy tin ta, nếu bằng lòng giúp đỡ, ngươi sẽ kết được thiện duyên khổng lồ, trong tương lai có cơ hội đột phá rất lớn. Nhưng Thương Huyền lại lắc đầu trước những lời này, ngươi chớ có dụ dỗ lão phu. Cơ hội với chẳng cơ hiếc gì, đắc tội đi ngược lại Thiên Đạo thì có kết quả gì tốt chứ? Ngươi cũng biết đám người kia mất trí thế nào mà, ta đây vẫn muốn sống thêm vài năm. Thấy Thiên Đạo còn muốn nói gì? Ông ta ngắt lời, ta thật sự không muốn mạo hiểm nữa, rõ chưa? Thế là Thiên Đạo thở dài, không khuyên nhủ nữa mà xoay người rời đi. Đi đến cửa, ông ta liếc nhìn bốn phía, hỏi Thương Huyền, người đã bị vây khốn ở tương lai đạo bao lâu rồi? Thương Huyền, 120.000 năm. Thiên Đạo gật đầu, vậy ta nói cho người biết, người đã bỏ lỡ một cơ hội quý giá nhất đời, sẽ không bao giờ có thể đột phá nữa. Sau đó biến mất ở nơi xa. Để lại Thương Huyền trầm ngâm trong quán rượu. Một hồi sau, ông ta lắc đầu, giữ được mạng mới quan trọng. Trên đường đi, Thiên Đạo nhìn về chân trời, thì thầm, Diệp Thiếu, tuyệt đối đừng có mệnh hệ gì. Sau đó biến mất tại chỗ. Không phải ông ta lo Diệp Huyên chết, mà chỉ lo lỡ chọc thiên mệnh váy trắng nổi giận thì nàng ấy sẽ vung kiếm phá hủy toàn bộ thế giới mới. Khi ấy Thiên Đạo như ông ta lại chẳng phải thành có tiếng mà không có miếng sao. Thiên Đạo lòng nóng như lửa đốt. Đồng thời tuôn bao nhiêu lời mắng chửi người nghịch Thiên Đạo trong lòng. Đúng là tự tìm cái chết mà. Đang yên đang lành lại đi trêu vào Kháo Sơn Vương làm gì? Ngại mình sống lâu quá hay sao? Ngược lại, Diệp Huyên đang rất bình tĩnh, không hề lo lắng. Có gì phải lo? Đánh không lại thì gọi người thôi. Bây giờ hắn đã hoàn toàn thông suốt. Liều mạng ư? Không tồn tại thứ này. Dù sao bây giờ có muốn liều cũng không được. Đúng lúc này, một lão già xuất hiện cách đó không xa. Diệp Huyên nhìn lão, khẽ nhíu mày, dị quỷ tộc. Vì lão ta trông rất giống với dị dịch. Lão đi đến, ta là dị thiên, cha của dị dịch.
Diệp Huyên nhếch mép, rồi sao? Lão già, thiên đạo vì ngươi mà giết con gái ta. Diệp Huyên lắc đầu, vì chính ông ta, không phải vì ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lão già khẽ cười, thiên đạo còn nói không được trêu vào ngươi. Diệp Huyên nghĩ ngợi, ông có biết con gái ông là hạng gì không? Quỳnh. Một luồng khí thể khủng khiếp chợt bùng nổ từ người lão già, lao về phía Diệp Huyên. Hắn chỉ giơ tay vung kiếm. Xoẹt. Nhát chém khiến luồng khí thể kia chia năm xẻ bảy. Lão già lại nắm tay thành quyền, tung cú đấm vào đầu hắn. Trong tay lão là một bùa chú màu tím. Diệp Huyên bất ngờ rút kiếm chém mạnh. Rút kiếm định sinh tử. Đã rất lâu rồi hắn không dùng đến kiếm kỹ này. Kiếm quang theo cú chém phun ra như thác. Quỳnh. Sau tiếng nổ vang, Diệp Huyên và lão già đồng loạt thối lui. Diệp Huyên khẽ động tâm niệm, biến kiếm ý thành hàng loạt kiếm quang bắn về phía lão già. Xoẹt 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 xoẹt. Tiếng xé rách liên miên vang lên không dứt. Vẻ dữ tợn lóe lên trong mắt Dị Thiên, Bàng Môn Tả Đạo. Lão vung tay lên. Quỳnh. Một luồng sức mạnh khổng lồ tuôn trào bốn phía, đánh bay kiếm ý. Nào ngờ Diệp Huyên bất thình lình xuất hiện trước mặt lão, vung kiếm chém xuống. Kiếm đạo đại luân hồi. Luân hồi chi lực bùng nổ như núi lửa, nhấn chìm Dị Thiên. Ầm. Lão ta liên tiếp bị đánh lùi. Diệp Huyên đang định thừa thắng xông lên thì thấy Dị Thiên bước tới trước, tung ra cú đấm đi kèm với hàng loạt tia sáng tím. Quỳnh. Kiếm quang vỡ, Diệp Huyên bị chặn đứng. Nhưng hắn biến mất tại chỗ. Sát na vô địch. Dị Thiên ngẩng phát lên, thấy mấy phân thân Diệp Huyên xuất hiện quanh mình. Diệp Huyên vung kiếm, dùng kiếm đạo đại luân hồn chém xuống. Hắn đã hoàn toàn dung hợp được hai kiếm kỹ này. Khi hắn chém xuống, các phân thân cũng làm theo. Xoẹt 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 xoẹt. Hàng loạt tia kiếm quang nhấn chìm Dị Thiên. Oanh. Kiếm quang nổ tung, đẩy lão ta bay đi nghìn trượng. Sau khi dừng lại, Dị Thiên toan ra tay thì thần mục bỗng dưng xuất hiện ở trung tâm, nói với lão, hắn chưa chết được. Sắc mặt lão ta lập tức xấu đi hẳn. Nhưng lại không dám làm trái lời thần mục. Thần mục quay sang nhìn Diệp Huyên, còn ngươi, bớt gây sự đi được không? Diệp Huyên cười, ngươi đã nhìn rõ chưa mà nói. Không phải ta gây sự. Đều là người bên ngươi đến kiếm chuyện với ta. Thần mục, ngươi đúng là thèm đòn thật đấy. Diệp Huyên nhếch mép, ta còn chờ các ngươi đến giết ta đây. Dị Thiên mỉa mai, ngươi đang đợi thiên đạo đến cứu sao? Ta cho ngươi hay, thiên đạo quả thật đang chạy vạy khắp nơi tìm người cứu viện, nhưng ai ai cũng đều từ chối. Thiên đạo. Diệp Huyên không khỏi kinh ngạc. Không ngờ thiên đạo lại đi khắp nơi tìm người đến cứu mình. Đúng là chu đáo ghê. Tuy không cần nhưng ân tình này vẫn phải nhớ. Dị Thiên lại nói, còn muội muội ngươi cũng không xứng để chúng ta phải chú ý. Đến lúc ấy ngươi sẽ biết thế nào là tuyệt vọng phát khóc. Diệp Huyên nhìn lão, ta đây cầu được chết. Dị Thiên phát cáu, ngươi biết điều thì đừng có ngông cuồng. Diệp Huyên hờ hững lặp lại, cầu được chết. Dị Thiên tức tối không thôi. Cầu được chết. Bà mẹ nó còn cái gì phách lối hơn nữa không? Lão không nhịn được nữa, nhưng đang muốn ra tay thì bị thần mục cản lại, chưa đến lúc. Chu tiên trận chưa xong, không thể giết Diệp Huyên, bằng không thì chủ nhân bút đại đạo sẽ đến, mà khi ấy không có chu tiên trận, phần thắng của bọn họ không được bao nhiêu. Dị Thiên hít một hơi thật sâu, nhìn Diệp Huyên, lại nghe hắn nói cầu được chết. Gương mặt Dị Thiên cứng lại. Thần mục lạnh lùng liếc Diệp Huyên, cứ yên tâm, không qua bao lâu nữa. Chúng ta sẽ thỏa mãn ngươi. Diệp Huyên nhún vai rồi ngồi xuống, nói, thì qua đây đánh chết ta đi, ta đang muốn chết đây. Dị Thiên trừng trừng nhìn hắn với sát ý không chút che giấu. Thần mục cũng lạnh lùng nhìn sang. Tên này không chỉ thiếu đòn bình thường đâu. Diệp Huyên bỗng đổi giọng, ta đang thiếu thứ nguyên thánh tinh, các ngươi ai cho ta coi. Dị Thiên tức giận quát, ngươi tưởng ngươi là ai hả? Tự nhìn lại mình đi, ngươi đang là tù nhân mà còn đòi thứ nguyên thánh tinh, định chọc ta cười chết à.
Diệp Huyên nhìn lão, thì giết ta đi. Dị Thiên suýt nữa nổ tung tại chỗ. Giết ta đi. Lão chưa từng thấy ai ngông cuồng ngang ngược đến vậy. Không tài nào nhịn nổi. Nhưng thần mục lại không cho lão ra tay. Cuối cùng, Dị Thiên phẫn nộ rời đi. Lão đi rồi, thần mục mới nói, ngươi chẳng còn lớn lối được bao lâu nữa đâu. Diệp Huyên không thèm để ý, tìm một nơi khác ngồi xuống tu luyện. Mục đích của hắn khi chọc giận Dị Thiên không phải chỉ để sướng mồm mà là tìm cách đánh với lão ta. Hắn đang cấp thiết phải chiến đấu để nâng cao bản thân. Thấy Diệp Huyên không đáp, thần mục cũng không nhiều lời nữa mà rời đi. Khi đi đến một vùng hư không nọ, Nam Đế xuất hiện trước mặt y. Y hỏi, đã điều tra ra chưa? Nam Đế thấp giọng đáp, một ít, nhưng không được đầy đủ. Thần mục gật đầu, nói ta nghe. Nam Đế, cô gái váy trắng kia là muội muội của Diệp Huyên, không ai biết cảnh giới ra sao, chỉ biết nàng này từ trước đến nay giết người đều chỉ dùng một kiếm duy nhất. Chưa kể còn từng hủy diệt vài thế giới vũ trụ. Điều tra cô gái váy trắng. Thần mục không ngu, thấy Diệp Huyên không hề sợ biết bèn sinh lòng lo âu, vì vậy phái Nam Đế điều tra về người đứng sau lưng hắn. Nam Đế tiếp tục, tuy nàng chỉ dùng một kiếm để giết người, tiêu diệt thế giới vũ trụ nhưng việc này cũng không nói lên được gì, bởi những người đó đều rất yếu, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể giết. Im lặng một hồi, thần mục hỏi, còn gì nữa không? Nam Đế, nàng là kiếm tu, có tin đồn là đại kiếm tiên. Thần mục nhíu mày, đại kiếm tiên. Nam Đế gật đầu, ngoài ra thì không còn gì khác, chỉ biết nàng đã từng giao thủ với vô biên chủ. Thần mục nhìn ông ta, không giết ông ta ngay lập tức. Nam Đế khẽ cười, sao có thể, ta biết thực lực vô biên chủ đến đâu, ngay cả chủ nhân bút đại đạo cũng không thể giết ông ta trong chớp mắt. Thần mục thì thầm. Vậy có nghĩa là thực lực nàng ta không chênh lệch bao nhiêu với vô biên chủ, có lẽ chỉ hơn một ít, vậy chúng ta cũng không phải quá lo lắng. Nam Đế gật đầu, quả thật là vậy, tên Diệp Huyên này sở dĩ không sợ là vì hắn không biết về sức mạnh của chúng ta. Hắn đến từ thế giới nhỏ, căn bản chưa từng trải sự đời, ai trong mắt hắn cũng là cường giả tuyệt thế. Vì vậy chúng ta không cần phải lãng phí thời gian tìm hiểu về cô gái này nữa. Thần mục gật gù, trận pháp đến đâu rồi? Nam Đế, tối đa nửa tháng nữa là hoàn thành. Thần mục lắc đầu, quá chậm, phải nhanh hơn nữa, bằng không sẽ xảy ra biến cố. Truyền lệnh xuống, bảo họ dốc toàn lực mà làm. Nam Đế gật đầu, ta sẽ đốc thúc. Đoạn xoay người rời đi, sau đó như nghĩ đến gì mà nói, khi chúng ta giết Diệp Huyên, cô gái váy trắng chắc chắn sẽ xuất hiện. Thần mục cười, không phải chuyện tốt ư. Chúng ta có thể dùng nàng để tế trận. Tế trận. Vào một ngày nọ, Diệp Huyên đang tu luyện bỗng mở bừng mắt. Thấy được thần mục xuất hiện trước mặt mình. Y nói, đi thôi. Diệp Huyên không nhiều lời, đứng dậy đi theo. Đi được một đoạn, thần mục quay đầu nhìn hắn, ngoại đạo cảnh. Diệp Huyên, trả kiếm lại cho ta được không? Thần mục nhếch môi, có ý nghĩa gì sao? Thấy hắn nhíu mày, y tiếp lời, người đã sắp chết. Trả lại cũng có ý nghĩa gì. Diệp Huyên cạn lời, rồi rồi, muốn giữ thì giữ đi. Thần mục liếc hắn, cái vẻ vô ưu vô lo này của ngươi đúng là chướng mắt. Ai cho ngươi cái dũng khí này? Diệp Huyên đáp ngay, muội muội ta. Thần mục khẽ cười, chốc nữa nàng sẽ đến nhỉ. Diệp Huyên gật đầu, chắc chắn. Thần mục, vậy thì để xem ai mới là gã hề ở đây, ngươi hay chúng ta. Diệp Huyên gật đầu, được thôi. Một hồi sau, thần mục dẫn Diệp Huyên đi đến một vùng tinh không. Cách đó không xa là một lốc xoáy tinh không khổng lồ. Bên trong là từng tia khí tức khủng bố không ngừng tràn ra. Hình ảnh này khiến Diệp Huyên nhíu mày. Đúng lúc này, Nam Đế và Dị Thiên xuất hiện, cung kính thi lễ với thần mục đại nhân. Y gật gù, đã đến đủ chưa? Nam Đế gật đầu, đã đến rồi. Thần mục, đi thôi. Rồi cất bước đi về phía một ngôi đại điện đồ sộ hùng vĩ. Diệp Huyên nhìn theo, thấy trên đó có ba chữ nghịch thiên đạo. Hắn hỏi, ta không hiểu chuyện này, vì sao các ngươi nhất quyết phải đi ngược với thiên đạo? Thần mục quay lại nhìn hắn, chúng ta đã không còn đối thủ ở nhân gian, không đánh với thiên đạo thì đánh với ai?
Diệp Huyên nghe mà thộn ra. Một hồi sau, bọn họ bước vào đại điện. Thấy bên trong đã có hơn 100 người tụ tập. Diệp Huyên phát hiện cảnh giới thấp nhất trong họ đều đã là quá khứ đạo. Thấp nhất đấy. Lực lượng này phải nói là khủng khiếp. Một người đàn ông trung niên chợt cười nói, đây chính là Kháo Sơn Vương sao. Mọi tầm mắt trong điện đều tập trung lên người hắn. Diệp Huyên nhìn người đàn ông, Thần Mục thì cười đáp, giới thiệu với Diệp công tử, đây là phó đạo chủ của nghịch thiên đạo ta, Khô Huyền. Khô Huyền. Thần Mục mỉm cười, lại nói, ông ta đã đến tương lai đạo cảnh. Tương lai đạo cảnh. Có nghĩa là người này có thể chặt đứt kiếp trước kiếp này và tương lai. Các cường giả này chắc chắn là những người đứng đầu trong thiên địa. Thần Mục tiếp tục, ông ta 6 tuổi nhập võ đạo, 17 tuổi đã vô địch khắp tân thế giới, 30 đã đến quá khứ đạo cảnh, chưa đến 100 tuổi đã đến hiện tại đạo, bây giờ hơn 300 là tương lai đạo. Đây chính là thiên phú mạnh mẽ nhất tân thế giới. Khô Huyền. Phải nói rằng khi người này xuất hiện, tân thế giới đã đón chào một thời đại huy hoàng. Đến nỗi nó còn được gọi là thời đại Khô Huyền. Chỉ mới 300 năm trước mà thôi. Nhưng sau khi vô địch ở tân thế giới, Khô Huyền lại hoàn toàn biến mất, không ai biết đã đi đâu. Ông ta lắc đầu, chỉ là hư danh mà thôi. Thần Mục cười, chốc nữa muội muội của Diệp công tử có thể sẽ đến, giao cho ông được chứ? Khô Huyền liếc nhìn Diệp Huyên, cười, không thành vấn đề. Thần Mục ngồi xuống một bên, hỏi, người của chúng ta đã đến đủ chưa? Khô Huyền gật đầu, còn thiếu Sở Tiên. Sở Tiên. Lời này khiến sắc mặt những người ở đó thay đổi một cách kỳ lạ. Thần Mục cũng nhíu mày. Sở Tiên. Trong nghịch đạo minh, thực lực của người này không hề thua kém gì đạo chủ. Đáng nói nhất là người này đã đạt đến tương lai đạo cảnh từ mấy chục nghìn năm trước. Đến nay lại càng sâu không lường được. Thần Mục, hắn ta sẽ xuất hiện. Khô Huyền, ta nghe nói Vô Biên đã trở lại. Vô Biên. Lời này khiến những người khác ngạc nhiên. Bởi họ biết Vô Biên, không chỉ từng là người của họ mà trước kia còn là người thiên mệnh. Thần Mục gật đầu, ta đã bảo Nam Đế đi tìm nhưng hắn ta sợ chủ nhân bút đại đạo nên không muốn gia nhập. Khô Huyền nghe vậy thì cau mày. Thần Mục lắc đầu, thôi, không ép buộc. Khô Huyền, thực lực người này không tầm thường, nếu hắn ta bằng lòng gia nhập, chắc chắn sẽ giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Thần Mục nhàn nhạt nói, người này quả thật rất mạnh, nhưng không ngờ lại nhát như chuột, sợ được sợ mất, khó làm nên chuyện. Y nhìn một lão già bên dưới, Liên Tuyệt, trận pháp không có vấn đề gì chứ. Người được gọi gật đầu, không hề gì. Bên trong trận pháp có 3600 đại đạo, một khi khởi động, cho dù là vị chi cảnh cũng sẽ toi mạng trong chớp mắt. Toi mạng trong chớp mắt. Lời này vừa ra, những người khác đều đanh mặt lại. Thần Mục nhìn Diệp Huyên, Chu Tiên trận là sát trận tuyệt thế từ thời thượng cổ, cũng là trận pháp hùng mạnh nhất từng được biết đến. Nghe đến rằng chủ nhân bút đại đạo năm ấy cũng kiêng kỵ nó, vì vậy mới phong ấn lại không cho nó xuất hiện. Chủ nhân bút đại đạo, Diệp Huyên nhìn lại, ngươi nói mấy thứ này với ta làm gì? Thần Mục cười, ta tưởng muội muội ngươi vô địch chứ? Đợi một hồi nữa sẽ biết có phải vậy hay không ngay. Diệp Huyên suy nghĩ một hồi, nói ta thật sự nghi rằng các ngươi bị chủ nhân bút đại đạo lừa rồi. Thật đấy, chỉ bằng các ngươi đi điều tra thử xem. Ha ha ha. Thần Mục cười to, lừa gạt chúng ta. Nực cười. Diệp Huyên nhìn y, thở dài trong lòng. Thế đạo này rốt cuộc là sao vậy? Sống càng lâu lại càng ngu là thế nào? Bỗng nghe tiểu tháp lên tiếng, tiểu chủ nói sai rồi, không phải người sống càng lâu càng ngu đi, mà do họ chỉ sống trong thế giới của bản thân. Giống như mấy đứa NT ở hệ ngân hà vậy, bọn nó không xem ai ra gì trong thế giới ảo. Nhưng ở ngoài thì khúm núm khép nép. Vì sao? Vì nhận thức của chúng có hạn, chúng chỉ sống trong thế giới của mình, cho rằng thế giới bên ngoài cũng giống y như thế. Mấy người này cũng vậy, họ vẫn cho rằng chủ nhân bút đại đạo là người mạnh nhất thiên địa, ngoài ra chỉ là loài kiến cỏ. Tóm lại không phải họ ngu, mà là vấn đề ở cách nhìn. Hơn nữa thực lực của tiểu chủ vẫn còn tương đối yếu, người có nói gì họ cũng không tin. Nếu chủ nhân bút đại đạo hiện ra nói thiên mệnh tỷ vô địch, họ chắc chắn sẽ tin, nhưng mà người.
Nó thở dài thườn thượt, thế đạo này là vậy đấy. Mạnh thì đánh giấm cũng thơm, yếu thì nhiều lời cũng vô dụng. Nên cốt lõi nằm ở chỗ người quá yếu nên người ta mới không xem ra ký lô gì, người hiểu chưa? Mặt Diệp Huyên đen xì, hiểu cái búa. Ai mượn mi nói. Tiểu Tháp nghiêm túc đáp, tiểu chủ không thể vậy được. Sai là sai, sai là phải nhận. Người mang tiếng là có học thức mà không chịu nhận sai thì dạy học sinh kiểu gì? Diệp Huyên. Thấy Tiểu Tháp còn muốn tiếp tục, hắn la lên, im ngay. Tiểu Tháp, ta không im, ta cứ nói ấy. Diệp Huyên. Tiểu Tháp, thật ra thì chúng ta cũng có thể là loại người giống như họ. Hiện nay chúng ta cho rằng Thiên Mệnh Tỷ là vô địch, nhưng biết đâu còn có người mạnh hơn thì sao? Đương nhiên, việc này là bất khả thi, tại vì Thiên Mệnh Tỷ vĩnh viễn vô địch. Nên đôi khi chỉ cố gắng thôi cũng không có tác dụng gì, còn phải xem người có đi theo đúng người hay không. Như ta từ nhỏ đã theo chủ nhân, bây giờ theo Thiên Mệnh Tỷ, cả đời đều sống trong vinh quang, chưa bao giờ cô độc. Nó thoáng dừng lại, chỉ cần đi theo đúng người thì tu luyện nằm chơi thôi cũng được. Diệp Huyên hoàn toàn câm nín. Tiểu Tháp đã giác ngộ rồi. Nó không muốn cố gắng nữa. Đúng lúc này, giọng Thần Mục vang lên trong đại điện, chư vị, sắp tới là trận chiến mấu chốt của chúng ta. Chỉ cần giết được chủ nhân Bút Đại Đạo, chúng ta là những người đầu tiên tự làm chủ vận mệnh của mình trong thiên địa, vô tiền khoáng hậu. Chúng ta sẽ thoát khỏi gọng kìm của số mệnh, đạt được tự do chân chính. Những người khác gật đầu lia lịa. Sở dĩ họ cùng tụ họp lại để phản kháng chủ nhân Bút Đại Đạo là vì y là người điều khiển mọi nhân quả, khống chế số phận họ trong bóng tối. Chừng nào chưa giết y, bọn họ sẽ không được tự do thật sự. Thần Mục nói, đến Chu Tiên Trận. Sau đó y bước ra ngoài. Những người khác lần lượt biến mất. Diệp Huyên cũng vội đi theo. Một hồi sau, họ đi vào lốc xoáy kia, phát hiện bên trong là một thế giới khác. Diệp Huyên vừa tiến vào đã sửng sốt. Khi thấy thế giới này ngập tràn những bùa chú màu đỏ máu. Trên không trung lại có một trận đàn với kích thước tận mấy trăm nghìn trượng đang lơ lửng. Ở bốn phía của nó là bốn thanh kiếm. Diệp Huyên vừa thấy những thứ này thì nhíu mày. Kiếm. Chu Tiên kiếm trận ư. Thần Mục bỗng cười, Chu Tiên kiếm trận, trận pháp thượng cổ, chém được thần tiên. Y nhìn Diệp Huyên, đợi một chốc nữa, ta sẽ dùng huynh muội các ngươi để tế trận. Diệp Huyên gật đầu, mỏi mắt mong chờ. Mong chờ. Thần Mục cười nhạt rồi nhắm mắt lại, vứt vài đồng tiền xuống đất. Chúng khẽ chấn động rồi nhanh chóng sắp xếp thành một thứ tự nào đó. Thần Mục mở mắt, nhìn thấy mấy đồng tiền thì tỏ vẻ phấn khích, quái tượng đại cát. Y nhìn sang Diệp Huyên, nói đầy hưng phấn, trước đó ta đã thôi diễn ít nhất 10.000 lần, tất cả quái tượng đều nói rằng chỉ cần giết ngươi là có thể chấm dứt toàn bộ nhân quả. Rồi y lấy một quân cờ ra, cất tiếng cười to, thường nói thiên đạo không thể nghịch, nay có Thần Mục ta muốn chống lại thiên đạo. Ta phải chứng minh với thế nhân, thiên đạo cũng có thể bại trận. Y ném quân cờ đi, khi nó lọt vào trung tâm, toàn bộ trận pháp khổng lồ được khởi động. Uỳnh. Một luồng uy áp khủng khiếp nháy mắt ùa ra khiến các cường giả có mặt đều biến sắc, một vài người còn bị nó ép cho cong lưng. Hết sức kinh khủng. Chỉ thấy Chu Tiên kiếm trận chợt chấn động, sau đó có một cái bóng mờ xuất hiện giữa trung tâm. Thần Mục càng thêm phấn khích, trận linh của Chu Tiên kiếm trận. Trận linh của Chu Tiên kiếm trận. 3.600 đại đạo trên đời hóa thành trận linh, tức bản thân nó đã đại diện cho ngần ấy đại đạo. Trận linh xuất hiện, chỉ hít vào một hơi thật sâu, nhất thời cả tân thế giới và chư thiên vạn giới đều nghe được âm thanh ấy. Âm thanh khiến nội tâm toàn thể sinh linh rung động. Trận linh mở mắt, xoay người, nhìn thấy cả hệ ngân hà. Một hồi sau, nó thu tầm mắt về, lãnh đạm lên tiếng, cảm giác vô địch. Thật là đáng ghét. Giọng nói lan đi khắp chư thiên vũ trụ bằng một phương thức kỳ lạ nào đó. Sao, bỗng có một giọng nói khác vang lên từ trong lòng tinh không, vô địch ư. Lời vừa dứt, đã có một khí tức kiếm đạo khủng bố xé nát vô vàn thời không, xuất hiện ở nơi này. Một kiếm tiên trong bộ trường bào trắng bước ra trước mắt họ. Diệp Huyên vừa nhìn thấy người này thì cứng người. Cùng lúc, thời không cạnh hắn nứt ra, để một cô gái mặc váy trắng chậm rãi xuất hiện.
Diệp Huyên. Chưa dừng lại ở đó, hắn cảm nhận được huyết mạch mình run lên. Một khắc sau, chân trời vỡ vụn, một người đàn ông trong bộ trường bào xanh bước ra. Thấy ba người này xuất hiện, Diệp Huyên bất ngờ kích động không thôi. Khí phách dâng trào, hắn vung tay lên, ngang ngược hô to, ta vô địch, các ngươi làm gì mặc kệ. Mọi người. Tam kiếm tề tự. Diệp Huyên giờ phút này quả thật đang lâng lâng. Má ơi! Chủ nhân bút đại đạo mà có ở đây thì cũng phải quỳ xuống chứ nói chi đám người này. Vô địch! Chính là cảm giác vô địch này. Đợi cơn hưng phấn qua đi, hắn bỗng sinh lòng nghi hoặc. Sao tự dưng cha, đại ca và Thanh Nhi lại đồng thời xuất hiện? Hắn không bất ngờ về Thanh Nhi, bởi dẫu sao cũng đang định gọi nàng đến rồi. Nhưng hắn không có ý muốn gọi cha và đại ca, hai người này lại đến đây làm gì? Thanh Nhi liếc nhìn hai người đàn ông đứng kế rồi mới quay sang hỏi Diệp Huyên, không sao chứ? Hắn lắc đầu cười, chúng còn chưa đánh ta. Nàng ấy nhàn nhạt nói, chúng sẽ không có cơ hội. Ngông cuồng! Thần mục bên kia cười khẩy, ngươi là chỗ dựa của hắn. Thấy Thanh Nhi nhìn mình, y nhếch mép, ta chờ ngươi đã lâu. Thanh Nhi hờ hứng, chờ ta làm gì, chờ chết sao? Lời vừa dứt. Xoẹt. Một thanh kiếm đã đâm xuyên trán thần mục, đóng đinh y tại chỗ. Thần mục cứng đờ như tượng. Không chỉ y mà những cường giả của nghịch thiên đạo đều sửng sốt. Bị giết trong nháy mắt thế ư. Thần mục không phải cường giả hạng xoàng mà cũng đã đến tương lai đạo cảnh, vậy mà lại bị giết trong nháy mắt. Các cường giả nghịch thiên đạo sửng sốt nhìn cảnh tượng khó tin này diễn ra. Đầu óc thần mục trống rỗng. Y là ai? Y bị sao vậy? Thanh Nhi lạnh lùng liếc nhìn, vừa lòng chưa? Diệp Huyên. Thần mục trợn tròn đôi mắt khó tin, ngươi, ngươi. Đầu óc y giờ phút này không đủ để hoạt động nữa. Thanh Nhi chỉ quay sang nhìn trận linh chu tiên trận, còn ngươi là thứ gì? Trận linh nhìn lại, ta là trận linh chu tiên trận, ngươi là kẻ nào? Thanh Nhi vô cảm nói, ta không có hứng thú với kẻ yếu như ngươi. Rồi quay sang nói với hai người đàn ông kia, các ngươi tự giải quyết. Gương mặt Diệp Huyên cứng lại. Những lời này tuy không cố ý gây tổn thương nhưng lại mang tính vũ nhục rất cao đó. Người đàn ông áo xanh nói ngay, thiên mệnh cô đã không có hứng thú thì chúng ta sao có thể có chứ? Rồi nói với trận linh, ngươi, tự sát đi. Mọi người. Ha ha ha. Trận linh bỗng cười lớn, nực cười. Quá sức nực cười. Người đàn ông áo xanh nhíu mày, cho ngươi tự sát là để ngươi chết có thể diện rồi, không hiểu sao. Câm mồm. Trận linh phẫn nộ chỉ vào y, ngươi biết ta là ai không? Người đàn ông áo xanh chỉ nhìn lại, không. Trận linh quát lên, ta là trận pháp thượng của tuyệt thế chu tiên trận. Hóa thân từ 3600 đại đạo, ta. Kiếm tu còn lại chợt nói, vậy ngươi ra tay đi. Trận linh nhìn sang, nghe hắn ta nghiêm túc lặp lại, nhiều lời nữa làm gì. Ra tay đi. Trận linh, ngươi trước, chỉ e rằng một khi ta đã xuất thủ thì ngươi sẽ không còn cơ hội. Nào ngờ đối phương lại nhíu mày, sao lại giành mất lời thoại của ta. Mọi người. Trận linh phát ra tiếng cười lạnh. Một khắc sau, bốn thanh kiếm trên đài cao run lên, sau đó là pháp lực của vô số đại đạo hóa thành từng dòng sông dung nhập vào chúng. On nghe dê dê. Tiếng kiếm minh réo rắt vang khắp vũ trụ. Bốn thanh kiếm bay lên cao, chém về phía kiếm tu. Mỗi một thanh đều mang theo pháp lực của 360 đại đạo trong trời đất. Mỗi một thanh đều có khả năng tùy ý tiêu diệt một tân thế giới. Nhưng kiếm tu vẫn bình thản đứng đó, khi bốn thanh kiếm đã bay đến trước mặt thì mới vung tay, phóng một thanh kiếm bay ra. Choang, dưới mắt mọi người, thanh kiếm ấy chém đứt bốn thanh kia, bay vào trận pháp, xuyên thủng giữa trán trận linh. Ình, chu tiên kiếm trận trực tiếp sụp đổ. Những người khác lại ngây ra. Kiếm tu nhìn trận linh đang trợn tròn mắt, lần sau đừng có mở mồm tự xưng vô địch nữa, hại ta phấn khích rồi cũng như không. Đoạn vươn tay gọi kiếm về, mỉm cười nói với Diệp Huyên, bảo trọng. Sau đó xoay người biến mất. Nói đến là đến, nói đi là đi. Diệp Huyên lắc đầu cười. Đại ca vẫn tiêu sái như xưa.
Trong trận pháp, do kiếm tu không giết nên trận linh vẫn còn sống. Nhưng nó đã ngây ra như phỗng. Chỉ một kiếm mà thôi. Vậy mà đã đủ khiến nó mất mạng. Pháp lực của 360 đại đạo bị đối phương hóa giải chỉ bằng một kiếm. Đây chính là nhất kiếm phá vạn pháp trong truyền thuyết ư. Đầu óc nó kêu ong ong. Người đàn ông áo xanh bỗng cười nói với Diệp Huyên, không chào cha một tiếng à. Diệp Huyên đen mặt. Người đàn ông áo xanh cười ha hả rồi biến thành kiếm quang biến mất ở chân trời. Đi luôn rồi. Diệp Huyên câm nín. Cha cũng hệt như đại ca, nói đi là đi. À không phải. Hai người này hẳn là không muốn ở chung với Thanh Nhi mới đúng. Lấy tính tình nóng như lửa của nàng thì hẳn là vậy. Hai người kia đi rồi, Thanh Nhi nhìn những người còn sót lại của nghịch đạo minh, tất cả các ngươi đều quá yếu. Mọi người. Ha ha ha. Không Huyền chợt bước ra, đứng đối diện cách Thanh Nhi không xa, nói, ngươi cho rằng mình mạnh lắm sao? Ông ta nắm tay phải lại, để một luồng sức mạnh khổng lồ tuôn trào từ cơ thể. Thanh Nhi chỉ giơ tay, chém xuống một kiếm. Xoẹt. Thủ cấp Không Huyền bay véo ra trước bao đôi mắt chứng kiến. Máu tươi phun trào như suối. Ai nấy đều ngớ ra. Thanh Nhi nhìn cái đầu kia, tự hỏi, thứ rác rưởi gì vậy? Mọi người. Giết trong nháy mắt. Người của nghịch đạo minh đã không biết phải làm sao. Người đã đạt đến tương lai đạo cảnh như Không Huyền lại bị giết trong nháy mắt. Nhưng ông ta chính là Không Huyền. Là cường giả tương lai đạo cảnh. Cứ thế mà chết ư. Nam đế đứng ở một bên, nhìn Thanh Nhi tràn đầy khó tin. Nàng ta chợt hiểu ra vì sao Diệp Huyên không hề sợ hãi gì. Cô gái này kinh khủng đến vậy, sợ rằng chỉ có chủ nhân bút đại đạo mới có thể đánh tay đôi. Chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên đi đến trước thần mục còn đang hấp hối, vươn tay ra. Một thanh kiếm bay ra từ cơ thể y. Chính là kiếm Thanh Huyên. Hắn thu kiếm về, nói với thần mục, người đã biết vì sao toàn bộ nhân quả của chủ nhân bút đại đạo có thể được chấm dứt nếu giết ta chưa? Vì muội muội ta sẽ giết y, hiểu chưa? Không thể nào. Thần mục gầm lên, nàng không thể giết được chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên nhíu mày, đã đến nước này rồi mà còn cố cãi. Có ý nghĩa gì sao? Thần mục trừng hắn, chủ nhân bút đại đạo chính là tất cả nhân quả. Không thể bị giết. Diệp Huyên, vậy các ngươi cứ muốn giết ta làm gì? Vì sao quẻ bói của ngươi lại phán chủ nhân bút đại đạo sẽ xong đời khi ta chết? Sắc mặt thần mục động lại. Bắt đầu hoài nghi bản thân. Diệp Huyên lại thu lấy nhẫn của y, ngươi còn gì trong người không? Dù sao ngươi cũng không dùng được nữa đâu, đưa hết cho ta đi. Thần mục nhắm mắt lại, một câu hỏi cuối. Ngươi đã từng là người thiên mệnh, vì sao sau đó không phải nữa? Diệp Huyên cười, vì muội muội ta vô địch, hiểu chưa? Thần mục thì thầm, hiểu rồi. Không làm người thiên mệnh, đơn giản là vì có chỗ dựa lớn hơn. Thất sách. Linh hồn y mờ dần. Diệp Huyên vội hỏi, ngươi có còn thứ gì không? Thần mục nhìn hắn, ta vừa tính thêm một quẻ cho ngươi, biết kết quả là gì không? Diệp Huyên nhăn nhở, gì nào? Thần mục cười nhạt, không có kết quả tốt. Diệp Huyên nhíu mày, chợt nghe thiên mệnh nói, đại ca không cần quan tâm. Có ta đây, không một ai có thể khiến huynh gặp bất trắc. Ai dám đụng đến huynh, ta sẽ không để kẻ đó được yên. Thần mục nhìn thiên mệnh, muốn nói gì đó thì nàng ấy lắc đầu, người quá yếu, chỉ mới nhìn được chút thiên cơ đã tự cho rằng mình lớn lao lắm. Tính quẻ, đến mạng mình còn không giữ được thì tính được gì cho người khác. Sau đó vung tay áo, khiến y biến mất dạng. Hoàn toàn bị xóa sổ. Thiên mệnh nhìn các cường giả nghịch đạo minh còn lại, bọn họ lập tứ biến sắc. Có người nhanh chân chạy trốn. Nhưng vừa rậm bước đi thì đã bị kiếm quang đâm xuyên người. Chỉ trong chớp mắt, vô số cường giả đã bị giết. Không ai có thể chống lại. Những người thấp nhất đều đã đến quá khứ đạo cảnh này đều yếu ớt như dê con chờ mổ thịt. Diệp Huyên cũng không ngăn cản. Bọn họ đều là lão quái vật, bảo hắn đánh thì đảm bảo đánh không lại. Nên hắn sẽ đợi Thanh Nhi giết hết rồi đi nhặt nhẫn.
Bọn họ đều là lão quái vật đã sống qua biết bao năm, của cải tích cóp cũng không ít, nội chiếc nhẫn của thần mục thôi mà đã chứa hơn 10 triệu thứ nguyên thánh tinh. Hơn 10 triệu. Một con số tương đối kinh khủng. Ngoài ra thì tài sản của cường giả nghịch đạo minh còn lại cũng không ít, bét nhất cũng cả triệu viên thứ nguyên thánh tinh, ngoài ra còn rất nhiều thần vật khác. Nếu đưa cho tần quan xem, nàng ta chắc chắn sẽ sướng rơn. Trước kia hắn từng tiêu xài không biết bao nhiêu của nàng ta, mà nàng ta không đề cập đến dù chỉ một lần. Bây giờ hắn vẫn còn nhớ mình từng mượn tiền tần quan. Cho dù bây giờ cả hai đã không còn phân biệt người ta. Nhưng hắn vẫn ghi nhớ sự hào sảng của nàng. Các cường giả nghịch đạo minh lần lượt chết đi. Nam đế hoảng sợ bóp vỡ bùa truyền âm, liên lạc với đạo chủ. Người mạnh nhất nghịch đạo minh. Nhưng không ai đáp lời. Sắc mặt nam đế trắng bệch như vôi. Đạo chủ chạy rồi. Nam đế đã hoàn toàn tuyệt vọng. Sau đó bị một thanh kiếm đâm xuyên trán. Thấy Diệp Huyên bước đến nhặt nhẫn của mình, nàng ta còn hỏi, người định hạ nhục ta. Hắn nhíu mày, bệnh à. Sau đó rút kiếm chém. Xoẹt. Thủ cấp nam đế bay đi. Thần hồn câu diệt. Nàng ta chết rồi. Cường giả nghịch đạo minh còn lại cũng không thoát khỏi số phận. Diệp Huyên thì thu được mấy chục cái nhẫn, chỉ tính thứ nguyên thánh tinh thôi đã hơn 50 triệu viên, còn có thêm vô số thần vật. Phát tài. Phát tài to. Lúc này, Thanh Nhi quay sang nhìn Trận Linh đứng trên đài cao giữa Chu Tiên Trận. Nó biến sắc la lên, kiếm tu kia nói không giết ta. Thanh Nhi nhíu mày, hắn ta nói, ta thì không. Sau đó vung kiếm. Xoẹt. Thủ cấp Trận Linh bay đi. Thần hồn câu diệt. Chu Tiên kiếm trận cũng hoàn toàn hóa thành hư vô. Khi bụi bặm lắng đi. Diệp Huyên đi đến cười với Thanh Nhi, kết thúc rồi. Thanh Nhi gật đầu. Bỗng thấy một người đàn ông trung niên xuất hiện gần đó, chính là thiên đạo của tân thế giới. Ông ta cung kính thi lễ với Thanh Nhi, nơm nớp nói, tham kiến thiên mệnh đại nhân. Ông ta đang hốt hoảng vô cùng. Chỉ sợ nàng ấy vung kiếm xóa sổ cả tân thế giới. Diệp Huyên nói, thiên đạo tiền bối, cảm ơn ông đã đi khắp nơi tìm người cứu ta. Thiên đạo vội đáp, không cần, không cần. Rồi cười khổ, ban nãy ta không giúp được gì, mong Diệp thiếu thứ lỗi. Diệp Huyên cười, có lòng là được rồi. Thanh Nhi nói, người đi đi, để huynh muội chúng ta nói chuyện riêng. Thiên đạo vội vàng thi lễ rồi rời đi. Đợi ông ta mất dạng rồi, Thanh Nhi quay sang ngắm nghía Diệp Huyên một hồi, hỏi, ngoại đạo. Diệp Huyên gật đầu. Nàng ấy cười, rất nhanh. Diệp Huyên lắc đầu tự giễu, trước mặt họ thì vẫn như loài kiến cỏ thôi. Thanh Nhi lắc đầu, huynh đừng nói vậy. Họ sống bao lâu, huynh lại sống được bao lâu? Diệp Huyên, Thanh Nhi, có thể nói ta nghe muội đang làm gì không? Thanh Nhi, ta đang ở một thế giới vũ trụ khác. Diệp Huyên nhíu mày, một thế giới vũ trụ khác. Thanh Nhi gật đầu, đang nghiên cứu một vài thứ, có chút bận rộn. Diệp Huyên cười, vậy muội cứ tập trung nghiên cứu đi, ta có thể tự lo cho mình được rồi. Thanh Nhi nhìn hắn, nếu huynh không muốn cố gắng nữa thì cứ việc nói với ta. Diệp Huyên cứng họng. Thanh Nhi ôm lấy hắn, thì thầm, ta vô địch khác gì huynh cũng vô địch. Cần gì phải dốc sức như vậy? Diệp Huyên ôm lại nàng, khẽ nói, ta cũng không thể mãi dựa dẫm vào muội được, phải trưởng thành lên chứ. Ta hy vọng một ngày nào đó có thể bảo vệ muội. Ta biết nghe không thực tế nhưng vẫn phải cố gắng. Ta không muốn trở thành phế vật. Thanh Nhi gật đầu, được, huynh muốn làm gì, ta cũng ủng hộ. Diệp Huyên cười, cảm ơn muội. Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, huynh muội chúng ta mà còn phải cảm ơn sao? Diệp Huyên bật cười, phải ha. Thanh Nhi vùi đầu vào ngực hắn. Giờ phút này, nàng ấy không phải thiên mệnh vô địch mà lạnh nhạt, chỉ còn là muội muội của Diệp Huyên mà thôi. Hết thảy dịu dàng đều chỉ dành cho một người. Một hồi sau, Thanh Nhi rời đi. Để lại Diệp Huyên nhìn vào lòng vũ trụ với vẻ suy tư. Nàng ấy đang nghiên cứu thứ gì? Hay đúng hơn là, thứ gì đáng để Thanh Nhi phải nghiên cứu? Trầm tư một hồi, hắn xoay người rời đi.
Bây giờ hắn có thể xây dựng thư viện Quan Huyên ở tân thế giới rồi. Vũ trụ Quan Huyên, cổ hoang, vũ trụ thứ nguyên, tân thế giới. Đây là những thế giới hắn hiện đang thống trị. Đương nhiên, mục đích của hắn không phải là cai quản thế giới mà là thay đổi toàn bộ vũ trụ. Đúng hơn là trật tự nhân gian. Mục đích cả đời của hắn chính là lập nên một trật tự hoàn toàn mới, để thế nhân phải nhất nhất tuân theo. Không lâu sau khi Diệp Huyên rời đi, có một người đàn ông trung niên với mái tóc trắng xuất hiện. Gã ta nhìn theo hướng hắn biến mất, trải qua một phen im lặng mới thì thầm, Kháo Sơn Vương. Nói rồi, một tia dữ tợn xẹt qua trong mắt gã, Vô Biên, việc ngươi chưa hoàn thành, ta sẽ làm thay. Sau đó biến mất tại chỗ. Ở một nơi khác, Vô Biên chủ đang đi xuyên qua hư không chợt dừng bước, ngoái lại lắc đầu, hết rồi. Tăng Vô sau lưng ông ta hỏi, cái gì hết? Vô Biên chủ, nghịch thiên đạo chết hết rồi. Tăng Vô ngây ra. Vô Biên chủ thở dài, mấy người đó. Ánh mắt đong đầy phức tạp. Năm xưa ông ta cũng từng có giao tình với nghịch thiên đạo, tuy không phải bạn bè nhưng cũng xem như quen biết. Hôm nay thấy tất cả đều bị tiêu diệt thì không khỏi cảm khái trong lòng. Khổ tu bao năm, cứ thể đổ sông để biển, quả thật là đáng tiếc. Tăng Vô thấp giọng hỏi, tất cả chết hết. Vô Biên lắc đầu, còn hai người. Tăng Vô nhìn ông ta, Vô Biên, ông nói thử xem vũ trụ này lớn đến đâu. Vô Biên ngẩng đầu nhìn về nơi xa, thì thầm ta không biết. Hai người đều ngạc nhiên. Lại nghe Vô Biên nói, ta cũng từng muốn thăm dò hết vũ trụ mênh mông này nên đã đi xuyên qua các tinh vực suốt trăm năm, ấy vậy mà chưa từng đi đến tận cùng của nó. Nhưng ta nhận lại được rất nhiều, vì trong vũ trụ vô tận này có vô số nền văn minh thú vị. Tăng Vô, nền văn minh thú vị. Vô Biên gật đầu, nơi chúng ta sắp đến là vực Tinh Hà. Ở đó có một siêu cường giả là Tinh Hà Đại Đế, tu hành theo một phương pháp hết sức đặc biệt, dùng thời gian làm gốc, để bản thể ở trong dòng sông thời gian, người khác không thể cảm nhận được. Cực kỳ xuất sắc. Tăng Vô hỏi ngay, so với ông thì sao? Vô Biên nhìn lại, người đoán xem. Tăng Vô cười nhạt, rốt cuộc có thể cho chúng ta biết ông mạnh đến cỡ nào không? Vô Biên chỉ đi tiếp mà không nói gì. Thần Minh đi cạnh Tăng Vô càng không hiểu, ý ông ta là sao? Sau một hồi im lặng, Tăng Vô mới nói, ta cũng không biết. Thần Minh! Đúng lúc này, Tinh Hà ở nơi xa bỗng chốc sôi trào. Chỉ thấy một con rồng khổng lồ từ thời viễn cổ chậm rãi bay đến từ trong lòng vũ trụ. Độ dài sải cánh nó ước chừng phải đến cả triệu trượng, toàn thân màu vàng ròng, tỏa ra long uy khủng khiếp, khiến Tinh Hà run rẩy trên đường nó đi qua. Ba người đồng thời dừng bước. Thần Minh nhìn con rồng vàng đang bay đến với vẻ nghiêm trọng. Bọn họ chợt phát hiện có một người đứng trên đầu sinh vật viễn cổ kia. Đó là một cô gái trong bộ váy tím và mái tóc dài màu xanh nhạt, hai tay chắp sau lưng. Con rồng đột ngột dừng lại, cô gái nhìn xuống ba người, các ngươi là ai? Vô Biên chủ nhàn nhạt đáp, Vô Biên. Cô gái váy tím, đây là Tinh Hà giới. Người ngoài không liên can không được phép vào. Vô Biên chủ trầm ngâm một hồi, nâng tay phải lên rồi hạ xuống. Quỳnh! Một luồng uy áp khủng bố ập xuống từ trên đầu cô gái váy tím khiến Tinh Hà bốn phía sôi trào. Thấy Vô Biên ra tay, trong mắt con rồng vàng lóe lên vẻ hung ác. Nó há miệng rít lên, phóng một luồng long uy lên cao. Ầm! Nhưng long uy vừa xuất hiện đã bị đập vỡ. Luồng uy áp kia giáng thẳng vào thân rồng. Rắc! Cả người con rồng nứt toác trong nháy mắt. Cô gái váy tím thấy vậy thì biến sắc, ngươi. Ngươi là thần chi cảnh. Vô Biên chủ hờ hững đáp, đừng dùng cảnh giới để đánh giá ta. Sau đó đi về trước. Tăng Vô và Thần Minh vội vã đi theo. Cô gái váy tím bỗng ôm quyền, ta ban nãy thất lễ, mong tiền bối thứ tội. Tinh Hà giới đúng là không cho người ngoài vào. Nhưng nếu người đó quá mạnh thì có thể xem như ngoại lệ mà cho vào. Vô Biên chủ dừng bước, quay đầu hỏi cô gái, ngươi cũng không phải tầm thường, vì sao lại bảo vệ biên giới nơi này? Nàng ta vội đáp, ta phạm sai lầm trong cung nên bị phạt đến đây. Vô Biên thì thầm, là lão tổ Lý Tinh Hà phạt ngươi. Lý Tinh Hà! Cô gái váy tím kinh ngạc, tiền bối, biết lão tổ nhà ta.
Vô Biên cười, ta từng giao thủ với ông ta. Cô gái lập tức biến sắc, một lần nữa hành lễ, vãn bối xin được tham kiến tiền bối. Vô Biên mỉm cười, nhà đầu lễ phép như ngươi, tiền đồ sẽ rộng lớn. Cô gái cung kính hỏi, tiền bối đến đây để tìm lão tổ sao ạ? Vô Biên gật đầu, ta chỉ vừa khéo đi ngang, nhưng đã đến thì cũng nên gặp một phen. Ông ta vẫn còn ở Tuế Nguyệt giới sao? Cô gái váy tím gật đầu, vâng, vẫn luôn ở đấy. Trong lòng nàng ta đang chấn động tột cùng. Tuế Nguyệt giới. Số người biết lão tổ nhà nàng ta ở tinh hà giới chỉ đếm được trên một bàn tay, nhưng người này còn biết lão tổ đang ở Tuế Nguyệt giới, chứng tỏ cả hai thật sự có quen biết nhau. Vô Biên nghĩ nghĩ một hồi, hỏi, nhà đầu, ta cho ngươi chút may mắn này, có muốn không? Cô gái váy tím vội vàng gật đầu, muốn ạ. Nói đùa, có ai lại không muốn chứ? Vô Biên gật gù, không lâu nữa, có thể sẽ có một thanh niên tên Diệp Huyên đi đến đây. Hắn mang theo nhân quả khổng lồ, người có thể kết giao cùng hắn. Nếu có thể thành bạn thì tương lai tiền đồ rộng mở. Diệp Huyên. Cô gái ngẩn ra, hỏi lại, xin hỏi tiền bối, nhân quả của người này là gì? Vô Biên cười, người không cần biết, chỉ cần biết hắn chính là cơ hội của ngươi và của Tinh Hà Cung. Với lại, nếu không thể kết bạn thì cũng đừng kết thù. Lão tổ nhà ngươi tu hành vất vả, đừng có báo hại ông ta, rõ chưa? Sau đó xoay người rời đi. Để lại cô gái váy tím cả người cứng đờ. Tân thế giới. Sau khi nghịch thiên đạo bị xóa sổ, nơi này chỉ còn lại ba siêu thế lực, theo thứ tự là Đạo Tông, Đạo Tân Tông và Dị Quỷ Tộc. Điều đáng nói là tộc trưởng Dị Thiên của Dị Quỷ Tộc do người thấy mùi không ổn nên đã co giờ bỏ chạy. Tuy không chết nhưng lão ta mỗi ngày đều sống trong sợ hãi và đau đớn khôn nguôi. Chết hết rồi, nghịch thiên đạo kinh khủng ngần ấy mà lại chết sạch, không chừa một ai. Cô gái kia mạnh đến nỗi khiến người tuyệt vọng. Giờ phút này lão mới hiểu được lời của thiên đạo lúc đầu, ông ta giết dị dịch chính là đang cứu dị quỷ tộc. Thiên đạo thật sự có lòng hảo tâm. Tiếc rằng khi ấy đã muộn. Bây giờ lão chỉ sợ Diệp Huyên đến trả thù. Khi ấy dị quỷ tộc biết phải làm sao. Quá tuyệt vọng. Lão ta mỗi ngày đều sống trong thấp thỏm bất an, chỉ sợ một thanh kiếm bất thình lình rơi xuống, xóa sổ dị quỷ tộc khỏi cõi đời. Trái ngược với Dị Thiên là tông chủ Đạo Tông, Đạo Môn, đang hưng phấn phát cuồng. Vì ông ta đã biết được tin của nghịch thiên đạo. Bị cô gái váy trắng diệt toàn tộc. Nàng ta vô địch. Đạo Môn phấn khích đến mức thiếu chút nữa đã hô tay hô chân loạn xà ngầu. Ban đầu ông ta còn cho rằng cho Diệp Huyên tiến vào chính là tai họa với Đạo Tông, nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy, huynh muội người ta chỉ xem Đạo Tông như nơi luyện tập thôi, căn bản chẳng nhòm ngó gì. Là do tầm mắt mình hạn hẹp. Giờ đây, nhờ Diệp Huyên mà Đạo Tông lắc mình trở thành tông phái đứng đầu tân thế giới, thiên đạo có thấy họ cũng phải khách khí. Cổ hoang. Sau khi trở lại, Diệp Huyên lập tức đi tìm Tần Quan. Hắn đưa một chiếc nhẫn chứa đồ ra, cười nói, nhìn thử xem. Tần Quan nhận lấy rồi nhìn vào, khi thấy số thứ nguyên thánh tinh bên trong thì ngẩn người, thiên mệnh cô nương lại giết ai hả? Diệp Huyên cười khà khà, chính xác. Tần Quan cười, lợi hại. Rồi hết sức tự nhiên cất nhẫn vào. Không chút khách khí. Diệp Huyên, ngân hàng của cô thế nào rồi? Tần Quan, xong hết rồi. Diệp Huyên ngạc nhiên, nhanh giữ. Tần Quan, cũng không hẳn. Trước kia ta đã chuẩn bị hết rồi, người còn nhớ tiền bảo các trước đó có thể cho vay tiền với mua bảo hiểm không? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên. Nhưng làm như vậy là kiếm tiền được à? Tần Quan cười, kiếm rất nhiều là khác. Lấy ví dụ cho vay đi, người đừng thấy lãi suất chỉ có một chút xíu mà lầm, nếu có rất nhiều người vay thì sao? Thì sẽ là một con số kinh khủng. Nàng ta thoáng khựng lại, đương nhiên ta vẫn giữ lại giới hạn cuối cùng, lấy lãi suất bình thường thôi, không lời mấy, mọi người cũng có thể chấp nhận. Diệp Huyên đùa, cô định cất hết số tiền đó vào túi à? Tần Quan nghiêm giọng hỏi lại, tiểu huyên tử ngươi cho rằng ta đến đây chỉ để kiếm tiền. Diệp Huyên ngơ ra. Tần Quan, khờ, chẳng lẽ ngươi không biết trật tự tài chính bình thường quan trọng đến mức nào sao? Ta nắm giữ dòng tài chính của vũ trụ vô tận, từ đó có thể củng cố cho trật tự nhân gian của ngươi. Để có vũ trụ hòa bình ổn định,
trật tự tài chính là không thể thiếu. Diệp Huyên gật gù, ta hiểu rồi. Tần Quan tiếp tục, hiện nay chúng ta đã nắm quyền quản lý vũ trụ Quan Huyên, Cổ Hoang, Tân Thế Giới và vũ trụ Thứ Nguyên, nhưng phải làm sao để quản lý tốt mới là vấn đề quan trọng. Còn rất nhiều trật tự phải được hoàn thiện, bằng không sau này chúng ta đi vắng, thế giới sẽ càng loạn hơn. Chỉ có hoàn thiện trật tự và quy tắc thì cho dù chúng ta có vắng mặt, thế giới cũng sẽ không trở nên hỗn loạn, người đã hiểu chưa? Diệp Huyên hạ giọng, đây cũng là điều ta lo lắng. Nếu sau này chúng ta không có mặt ở đây trấn áp, Thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các liệu có bị biến chất không? Tần Quan cười, chúng ta từng nói về vấn đề này rồi. Diệp Huyên gật đầu, phải, nhưng ta vẫn còn lo. Tần Quan, yên tâm, cứ giao cho ta. Đến khi ấy, ta và Thanh Khâu cô nương sẽ cùng xử lý thỏa đáng. Diệp Huyên lắc đầu cười, ta thật sự thành ông chủ chỉ tay năm ngón rồi này. Tần Quan tròn mắt, ai bảo, ngươi còn phải kiếm tiền chứ? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi, hỏi, khoa học kỹ thuật của cô có đột phá mới nào không? Tần Quan cười, vẫn đang nghiên cứu. Diệp Huyên, vậy cùng cố gắng. Nàng ta gật đầu, cùng cố gắng. Tán gẫu một phen, hai người đường ai nấy đi. Tần Quan còn vài chuyện phải xử lý ở Cổ Hoang, mà Diệp Huyên thì trở lại Đạo Tông. Để tiếp tục tu luyện. Vừa bước vào Đạo Tông, hắn đã được tiếp đón nhiệt tình. Thấy Đạo Môn niềm nở cung kính đến vậy, Diệp Huyên lắc đầu cười, đạo tiền bối không phải khách sáo như vậy. Đạo Môn vội vàng nghe theo, được. Diệp Huyên, tiền bối có thể giúp ta việc này không? Đạo Môn nói ngay, Diệp công tử cứ nói. Diệp Huyên cười, ông cũng biết ta và Tần Quan muốn dựng nên Tiên Bảo Các và Thư viện Quan Huyên ở đây, nhưng chúng ta vừa mới đến, không quá quen thuộc. Đạo Môn vội nói, Diệp thiếu không cần nói nữa, ta đã hiểu rồi. Kể từ hôm nay, chuyện của Tiên Bảo Các và Thư viện Quan Huyên chính là chuyện của đạo tộc chúng ta. Diệp Huyên cười, vậy thì cảm ơn. Đạo Môn chân thành nói, người nhà với nhau, khách sáo làm gì? Diệp Huyên. Trong khoảng thời gian sau đó, hắn bắt đầu tu luyện. Đạo tộc cũng dốc toàn lực hỗ trợ. Muốn có người kèm cặp thì có người, muốn tài nguyên thì có tài nguyên. Bây giờ Diệp Huyên đang tu luyện trong tiểu tháp với mục tiêu là nội đạo cảnh. Thời gian từng chút qua đi. Trong lúc Diệp Huyên tu luyện, Tiên Bảo Các và Thư viện Quan Huyên cũng đang từng bước lớn mạnh tại tân thế giới. Cần người có người, cần tiền có tiền. Thế là cả hai từng bước trở thành thế lực mạnh nhất ở tân thế giới. Mạnh nhất. Mấu chốt là thiên đạo của thế giới này cũng đã tham gia vào Tiên Bảo Các và Thư viện Quan Huyên. Hành động khiến toàn bộ thế giới khiếp sợ. Rất nhiều người cho rằng chỗ dựa của Tiên Bảo Các và Thư viện Quan Huyên chính là thiên đạo, bởi vì họ không biết chuyện nghịch thiên đạo đã bị xóa sổ. Ngày nọ, thiên đạo đi đến quán rượu trước kia từng đến trong ngôi thành cổ nọ. Ông ta nhìn Thương Huyền đang ngồi bên trong, cười nói cho ta bầu rượu. Thương Huyền cầm bầu rượu đi đến, lặng lặng nhìn thiên đạo. Thiên đạo cười nói, thiên mệnh và những người khác từng hứa, đợi Diệp công tử tu luyện thành công xong sẽ ban một vận may xuống cho đạo tộc. Ngươi biết điều này có ý nghĩa thế nào không? Ông ta lắc đầu cười, đúng là đáng hâm mộ mà. Vận may này rất có thể sẽ thay đổi toàn bộ số mệnh của đạo tộc. Thương Huyền chỉ nhàn nhạt hỏi lại, ngươi đến để cười nhạo lão phu sao? Thiên đạo nhìn ông ta còn chưa nhàm chán đến thế. Sau đó cầm bầu rượu bỏ đi, khi đi đến cửa thì dừng lại, ta đến gặp ngươi chỉ là để chứng minh một đạo lý, rằng lựa chọn là một thứ rất quan trọng. Sau đó biến mất ở nơi xa. Diệp Huyên từng nói sẽ nhớ ân tình của thiên đạo. Ân tình nghĩa là gì? Có ý nghĩa rất lớn. Ông ta đã bảo vệ tân thế giới nhiều năm qua, đương nhiên muốn tiến thêm một bước, nhưng lấy thực lực hiện tại thì quá khó khăn. Tựa như có rất nhiều người thường trong thế tục, làm một công việc duy nhất trong rất lâu, nếu không gặp phải cơ duyên hoặc được quý nhân giúp đỡ thì rất khó để bước lên vị trí cao hơn. Người nỗ lực có rất nhiều, nhưng cơ hội lại quá ít, số người có thể bắt được cơ hội lại càng ít. Trong thời gian vừa qua, ông ta vẫn luôn phán đoán về chủ nhân của mình. Chủ nhân Bút Đại Đạo, thái độ của người này với Diệp Thiếu rốt cuộc là gì? Muốn giết, không.
Thiên đạo biết rõ chủ nhân bút đại đạo không có ý muốn giết Diệp Huyên, cho dù có thiên mệnh đại nhân hay không. Tựa như với vô biên năm ấy. Vì cảm tình. Vì đã đổ vào vô số tâm huyết. Vì đã bầu bạn quá nhiều năm. Hơn nữa, chủ nhân của ông ta dường như cũng đang ủng hộ Diệp Huyên xây dựng thư viện, thành lập trật tự mới. Nói cách khác, mục đích của hai người họ giống nhau. Vì vậy, thiên đạo cho rằng Diệp Huyên chính là tương lai của thế giới này. Đi theo hắn, tiền đồ vô lượng. Bên trong tiểu tháp, Diệp Huyên ngồi xếp bằng, kiếm ý quanh người ngày càng mạnh. Đó là kiếm ý nhân gian, trong lúc bất chi bất giác đã trở thành át chủ bài của hắn. Nó chính là cơ sở để hắn khiêu chiến vượt cấp. Không biết qua bao lâu sau, Diệp Huyên chậm rãi mở mắt. Quỳnh! Một luồng khí thế khủng khiếp tràn ra từ người hắn. Nội đạo cảnh. Diệp Huyên đứng lên, gọi kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay, khóe môi cong lên. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn thiên địa, nhắm mắt lại. Nhanh chóng cảm nhận được rất nhiều thứ mờ ảo. Quy tắc đại đạo. Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được quy tắc đại đạo của chủ nhân bút đại đạo. Nói cách khác, đất trời này vốn có trật tự và quy tắc. Cảm nhận được chúng rồi, hắn chợt nhíu mày. Nếu hắn muốn tái lập trật tự và quy tắc mới, đồng nghĩa với lật đổ hai thứ này của chủ nhân bút đại đạo. Chẳng phải chính là phải đối đầu với y đây sao? Sắc mặt hắn xa sầm. Đừng nói chủ nhân bút đại đạo gạt hắn chứ. Rồi hắn lắc đầu cười, không tiếp tục suy nghĩ nữa. Như nghĩ đến điều gì, hắn nhếch mép lên như con cáo. Sau đó rời khỏi tiểu tháp. Trở lại cổ hoang, hắn không đi tìm Tần Quan mà đến Diệp tộc tìm Diệp Trần và Sở Thiên. Đột phá xong rồi thì làm gì? Thì khoe, khi Diệp Huyên đến Diệp tộc, toàn bộ Diệp tộc đều vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ đều không ngờ Diệp Huyên sẽ đến thăm bất ngờ. Đương nhiên Diệp tộc vẫn rất hoan nghênh Diệp Huyên. Ở cổ hoang bây giờ, Diệp tộc đã không còn là thế lực đứng đầu nữa mà là Thư viện Quan Huyên, vì Thư viện Quan Huyên có một cường giả siêu cấp, Thanh Khâu. Diệp Huyên tìm đến Diệp Trần và Sở Thiên. Diệp Trần và Sở Thiên thật sự rất yêu nghiệt, lúc này, hai người đã đạt đến thứ nguyên cảnh tầng 10 rồi. Nói cách khác, bây giờ hai người đã có thực lực tương đương với những thánh vương lúc trước. Thấy Diệp Huyên, hai người cũng khá là ngạc nhiên. Đương nhiên họ vẫn chưa biết Diệp Huyên đến để làm gì. Diệp Huyên nhìn hai người, sau đó cười nói, Diệp Huynh, Sở Huynh, vẫn khỏe chứ? Diệp Trần cười đáp, Diệp Huyên huynh, huynh sắp đi đâu vậy? Diệp Huyên cười nói, một vũ trụ rất xa. Sở Thiên nhíu mày, vũ trụ rất xa. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Sở Thiên hỏi, vũ trụ gì thế? Diệp Huyên nhìn Sở Thiên, cười đáp, có nói cũng vô dụng, vì với thực lực của Sở Huynh bây giờ vẫn chưa thể đến nơi đó được. Nghe vậy, nét mặt Sở Thiên cứng đờ. Lúc này, Diệp Huyên quan sát hai người, sau đó nói, hai vị đều đã đạt đến thứ nguyên cảnh tầng 10 rồi sao? Sở Thiên nhẹ nhàng đáp, đây không phải một chuyện rất bình thường à? Sao thế, đừng nói Diệp Huynh vẫn là thứ nguyên cảnh. Hắn ta còn chưa nói xong, khí thế của Diệp Huyên chợt dâng lên, chẳng mấy chốc, hơi thở nội đạo cảnh đã tràn ngập toàn bộ chân trời. Sở Thiên và Diệp Trần sửng sốt. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, bây giờ ta đã đạt đến nội đạo cảnh rồi, Sở Huynh, nhìn nét mặt của Huynh dường như là không biết nội đạo cảnh. Để ta giới thiệu sơ qua cho Huynh, sau thứ nguyên cảnh tầng 10 chính là ngoại đạo cảnh, sau ngoại đạo cảnh mới là nội đạo cảnh, Huynh hiểu rồi chứ? Nét mặt Sở Thiên cứng đờ, hai tay không biết phải để đâu. Khoe khoang thế này là chí mạng nhất. Diệp Huyên đột nhiên nói tiếp, Sở Huynh, Diệp Trần Huynh. Lần này ta đến là muốn nói cáo biệt các huynh. Diệp Trần lại hỏi, Diệp Huynh là muốn đi đâu? Diệp Huyên cười đáp, ta muốn đi tới một vũ trụ có nền văn minh cao cấp hơn. Diệp Trần thoáng chần chừ, sau đó hỏi, xa lắm ư? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Diệp Trần đột nhiên chắp tay, Diệp Huynh, Huynh đi trước chúng ta, có thể chỉ bảo chúng ta một chút không? Diệp Huyên cười khẽ, sau đó mở lòng bàn tay. Hai quyển cổ tịch chậm rãi bay tới trước mặt hai người. Đây là hai quyển luyện thể chi pháp ta lấy được từ Đạo Tông, bên trong có giới thiệu chi tiết về cảnh giới và phương pháp luyện thể, các huynh cầm lấy mà tu luyện.
lần này hắn đến đây đương nhiên là không vì để ra oai. Hắn cũng không có nhàm chán đến mức đó. Diệp Trần và Sở Thiên nhìn thoáng qua quyển cổ tịch kia, sắc mặt hai người nhanh chóng thay đổi. Luyện thể chi pháp. Bọn họ thiếu cái gì nhất? Thật ra chính là luyện thể chi pháp. Vì bọn họ không thiếu thiên phú, chỉ cần có công pháp tu luyện, bọn họ muốn đột phá thì sẽ rất đơn giản. Dù sao cả hai đều là con cưng của trời mà. Diệp Trần đột nhiên nhìn Diệp Huyên, nghiêm túc nói, Diệp Huynh, món quà lớn này của Huynh. Diệp Huyên cười nói, không phải lúc trước Huynh nói ta là bạn Huynh sao? Diệp Trần sửng sốt. Lúc này, ý nghĩ tới trước đây. Lúc đó khi đối mặt với vị lai vực, đối phương nể mặt Diệp Đế, không gây chuyện với y, nhưng y lại chọn Diệp Huyên. Thiện nhân sẽ có thiện quả. Diệp Trần lắc đầu cười khẽ. Lúc này, Diệp Huyên nói, hai vị, ta đợi hai người ở phía trước. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở cuối tinh không. Diệp Trần nhìn theo Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, không phải hắn không còn là người thiên mệnh nữa ư? Vì sao hắn vẫn mạnh như thế? Có gì đó không bình thường? Sở Thiên cũng lắc đầu cười khẽ. Cách đây không lâu, cảnh giới của Diệp Huyên còn thấp hơn hai người họ, nhưng bây giờ, cảnh giới của Diệp Huyên đã vượt xa bọn họ. Chuyện này quá khác thường. Phải biết rằng, hai người họ mới là người chủ nhân của bút đại đạo tròn. Lúc này, Diệp Trần cất lời, phải cố gắng. Sở Thiên gật đầu. Bọn họ đều là con cưng của trời, đương nhiên không muốn bị thiên tài đồng lứa bỏ lại sau lưng. Sau khi quay lại đạo tông, Diệp Huyên không tu luyện nữa, bây giờ hắn vừa đột phá nội đạo cảnh, muốn đạt tới thần đạo cảnh còn cần phải lắng đọng lại một khoảng thời gian. Việc tu luyện không thể nôn nóng được. Diệp Huyên đi thẳng đến dị quỷ giới. Vừa mới đến dị quỷ giới, dị thiên kia đã xuất hiện trước mặt hắn, dị thiên cung kính hành lễ với Diệp Huyên, run rẩy nói, Diệp thiếu. Diệp Huyên nhìn thoáng qua dị thiên, sau đó nói, hỏi ông mấy vấn đề. Dị thiên vội nói, chỉ cần là những gì ta biết, ta nhất định sẽ trả lời. Diệp Huyên nói, theo ta được biết, trong những người đã chết của nghịch thiên đạo ngày đó không có đạo chủ của nghịch thiên đạo, đúng không? Dị thiên gật gầu, đúng thế, ngày đó đạo chủ không có mặt. Diệp Huyên nhíu mày, tại sao? Dị thiên cười khổ, không biết. Diệp Huyên im lặng. Dị thiên lại nói, trước giờ đạo chủ luôn rất thần bí, dù là chúng ta cũng chưa từng gặp được mấy lần. Diệp Huyên hỏi, cho nên, ông cũng không rõ thực lực của ông ta à? Dị thiên gật đầu, không biết rõ, nhưng chúng ta đoán có lẽ ông ấy là vị chi cảnh. Vị chi cảnh. Diệp Huyên gật nhẹ đầu, ta biết rồi. Dứt lời, hắn nhìn dị thiên, sau đó nói, không bao lâu nữa, ta sẽ đến dị quỷ giới mở thư viện và tiên bảo các, ông sẽ không ngăn cản đâu, đúng không? Dị thiên vội nói, sao ta dám chứ? Diệp thiếu yên tâm, người của Diệp thiếu đến dị quỷ giới chúng ta thành lập thư viện và tiên bảo các, dị quỷ tộc ta nhất định sẽ ra sức ủng hộ. Diệp Huyên gật đầu, dị quỷ tộc không cần thiết phải diệt tộc nữa. Nói xong, hắn bèn xoay người biến mất ở cuối tinh không. Nghe thấy câu nói kia của Diệp Huyên, mồ hôi lạnh của dị thiên lập tức chảy xuống. Diệp Huyên đi vào trong tinh không, tìm đến thiên đạo. Thiên đạo trầm giọng nói, người đang lo lắng cho đạo chủ nghịch thiên đạo kia à? Diệp Huyên gật đầu, tiền bối thiên đạo có hiểu biết nhiều về người này không? Thiên đạo lắc đầu, ta cũng không hiểu quá rõ người này, vì chưa từng qua lại với ông ta. Có điều, ta có thể chắc chắn là người này tuyệt đối không phải cường giả của tân thế giới chúng ta. Diệp Huyên nhíu mày, không phải người của tân thế giới. Thiên đạo gật đầu, nếu là người của tân thế giới chắc chắn không thể trốn khỏi tầm mắt của ta được. Mà ta lại không biết ông ta, rõ ràng ông ta không phải người của tân thế giới. Diệp Huyên nghiêm túc nói, tiền bối có thể nói đến một thế giới khác không? Thiên đạo cười nói, ở phương Bắc cách chỗ chúng ta rất xa có một thế giới tên là Tinh Hà Vực, nơi đó có một Tinh Hà Đại Đế từ thời xa xưa, người này từng có được lời chỉ bảo của chủ nhân, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tinh Hà Vực. Diệp Huyên gật đầu, còn nữa không? Thiên đạo lại nói, còn một nơi khác nữa, nơi này có tên là Phàm Giới, nơi này rất đặc biệt, vì nó có thể đi đến hệ Ngân Hà. Hệ Ngân Hà.
Diệp Huyên sửng sốt, đi đến hệ Ngân Hà. Thiên đạo gật đầu, nơi này cũng do chủ nhân thiết lập năm đó, có điều theo ta được biết, sau đó nơi này đã không thể truyền tống đến hệ Ngân Hà nữa, vì chủ nhân đã đóng nó lại rồi. Diệp Huyên hơi tò mò, tại sao? Thiên đạo cười khổ, ta không rõ tình hình cụ thể. Chỉ biết là chủ nhân không cho phép người ngoài đi đến hệ Ngân Hà nữa. Đương nhiên đây cũng là chuyện bình thường, nền văn minh võ đạo của hệ Ngân Hà không cao, nếu người nơi này đi đến đó, có thể sẽ làm loạn thế giới bên kia. Diệp Huyên hỏi, vậy người của hệ Ngân Hà có thể đi đến phàm giới này không? Thiên đạo gật đầu, năm đó thì có thể, năm đó, một vài người có cơ duyên ở hệ Ngân Hà sẽ được đi đến phàm giới, vì chủ nhân cũng không hoàn toàn đóng kín lối đi giữa hệ Ngân Hà và bên ngoài, vì thế, nơi đó rất hay xuất hiện một vài người của hệ Ngân Hà, từ hệ Ngân Hà đi đến thế giới của chúng ta, bọn họ gọi là xuyên không. Xuyên không? Hắn từng nghe Tần Quan nói từ này. Thiên đạo cười nói, người nào xuyên không đến từ hệ Ngân Hà cũng đều tự nhận mình là người thiên mệnh, bọn họ đều cho rằng bản thân là nhân vật chính trong thiên địa, là trọng tâm của câu chuyện. Đương nhiên những người này cũng không hề tầm thường, rất nhiều người sau khi đến thật sự đã trở thành nhân vật lớn một phương. Mà bọn họ cũng muốn mượn kiến thức của mình ở hệ Ngân Hà để thay đổi vũ trụ này, nhưng gần như đều thất bại. Diệp Huyên thắc mắc, vì sao? Thiên đạo ngẫm nghĩ. Sau đó nói, muốn thay đổi quy tắc thì nhất định phải phá vỡ quy tắc ban đầu, nhưng muốn phá vỡ quy tắc ban đầu thật sự quá khó khăn. Hơn nữa, nói đến đây, ông ta nhìn Diệp Huyên rồi nói tiếp, Diệp công tử, có lẽ ngươi cũng biết ta hóa thân từ một tia ý niệm của chủ nhân, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Thiên đạo nghiêm túc nói, ta nói với ngươi một vài lời thật lòng, ta cảm thấy chủ nhân muốn mượn bọn họ thay đổi thế giới này, vì thế mới mở cửa. Nhưng sau khi đi đến nơi này, nhưng những người đó đều không có suy nghĩ thành lập một trật tự hoàn toàn mới sau khi đến đây. Cho nên cuối cùng chủ nhân cũng từ bỏ bọn họ, mặc cho bọn họ tự do phát triển. Nói đến đây, ông ta nhìn Diệp Huyên, nhưng ta cảm thấy mọi hành động của Diệp công tử đều phù hợp với suy nghĩ của chủ nhân. Diệp Huyên nhíu mày, vì sao? Thiên đạo lắc đầu cười khẽ, ta không biết, đó chỉ là suy đoán của ta thôi. Diệp Huyên nghiêm túc nói, chủ nhân bút đại đạo hy vọng người khác lật đổ trật tự và quy tắc của y ư. Thiên đạo ngẫm nghĩ, sau đó nói, phải nói là, chủ nhân muốn thành lập một trật tự và quy tắc mới. Hoặc là, ngài ấy muốn tìm một người thừa kế mới. Nói đến đây, ông ta nhìn Diệp Huyên, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, ông ta vẫn không nói ra lời trong lòng. Muốn thành lập một trật tự và quy tắc mới. Vấn đề lớn nhất là ở đâu? Tam kiếm. Vì bất cứ trật tự và quy tắc nào, nếu tam kiếm không làm theo thì cũng chỉ là phí công. Hơn nữa tam kiếm là một nhân tố vô cùng không ổn định, vì bọn họ có thể phá hoại tất cả trật tự và quy tắc bất cứ lúc nào. Ba người này không bị bất cứ thứ gì ràng buộc. Ông ta có trực giác, mục đích cuối cùng của chủ nhân có thể là. Nhưng ông ta không dám nghĩ quá xa. Vì nếu đây thật sự là kế hoạch của chủ nhân thì đúng là quá đáng sợ. Chắc chắn sẽ có một trận đại chiến để đời diễn ra. Thiên đạo thầm thở dài, ông ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên, ông ta biết, Diệp Huyên mới chính là một điểm mấu chốt. Nếu không có Diệp Huyên, thế giới này sẽ trở nên hỗn loạn. Hơn nữa ông ta còn phát hiện một điều, đó là từ sự xuất hiện của Vô Biên, còn có mấy người nhóm Sở Thiên và Diệp Trần. Đều cho thấy chủ nhân như đang đào tạo một người kế thừa. Đương nhiên tất cả những điều này đều chỉ là suy đoán của ông ta. Vì ông ta vẫn luôn không hiểu rốt cuộc chủ nhân đang nghĩ gì. Ông ta chỉ là hóa thân của một ý niệm thôi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, ta muốn đến phàm giới xem thử. Nghe vậy, thiên đạo thôi suy nghĩ, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, đi đến phàm giới á. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Hắn thật sự rất tò mò về hệ Ngân Hà. Có điều, bây giờ chắc chắn hắn không thể đi đến hệ Ngân Hà, vì nơi đó quá xa. Hơn nữa, chưa chắc chủ nhân bút đại đạo sẽ để hắn đi. Không có sự cho phép của chủ nhân bút đại đạo, người ngoài không thể đi vào nơi đó được. Mà phàm giới này thì không cách xa lắm, hắn có thể đi xem thử. Thiên đạo ngẫm nghĩ. Sau đó nói, ta đi cùng Diệp Thiếu. Diệp Huyên đi một mình, ông ta không yên tâm lắm.
Diệp Huyên cười đáp, được. Hắn cũng không hiểu rõ về phàm giới lắm, có thiên đạo đi cùng đương nhiên là rất tốt. Nói đi là đi. Hai người cùng nhau xuất phát. Trên đường đi, thiên đạo chợt nói, tần quan cô nương kia cũng là người của hệ Ngân Hà. Diệp Huyên cười đáp, ta biết. Thiên đạo muốn nói lại thôi. Diệp Huyên nhìn ông ta, muốn gì cứ việc nói thẳng. Thiên đạo gật đầu, tần quan cô nương không giống những người khác ở hệ Ngân Hà cho lắm, trên người nàng có nhân quả. Diệp Huyên hơi tò mò, là sao? Thiên đạo cười khổ, ta cũng không rõ cụ thể thế nào, chỉ biết là nàng rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Vô cùng đặc biệt. Diệp Huyên im lặng. Lúc trước Thanh Nhi từng nói, người thiên mệnh tiếp theo có liên quan rất lớn với tần quan. Chẳng lẽ là vì nguyên nhân này? Thiên đạo lại nói, tần quan cô nương cũng rất là lợi hại. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn thiên đạo, cười nói, tiền bối có việc gì đều có thể nói thẳng. Thiên đạo này nói chuyện cứ úp úp mở mở, không dám nói hết. Thiên đạo cười khổ, Diệp thiếu thông cảm, có một vài chuyện, ta thật sự không dám nói. Diệp Huyên cười, ở trước mặt ta, ông có thể nói thẳng. Thiên đạo trầm giọng nói, Diệp công tử, có sự giúp đỡ của tần quan cô nương, có phải cậu muốn làm gì cũng dễ dàng hơn rất nhiều không? Diệp Huyên gật đầu. Thiên đạo lại nói, ta đoán có lẽ nàng chính là nữ chính của thế hệ này. Nữ chính. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó nói, lúc trước ta hay nghe tần quan nhắc tới hào quang của nhân vật chính, cái này còn phân biệt nam và nữ nữa à? Thiên đạo gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên chớp mắt, ta là nam chính, còn nàng là nữ chính. Thiên đạo cười nói, có khả năng đó. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, nhưng ông quên mất một điều. Đó là ta đã không phải người thiên mệnh nữa rồi. Thiên đạo lắc đầu, nếu là người khác không còn là người thiên mệnh nữa thì có thể sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ như Vô Biên, sau khi không còn là người thiên mệnh, ông ta đã ở ẩn đến tận bây giờ. Nhưng Diệp công tử lại không hề chịu ảnh hưởng gì. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Thiên đạo nghiêm túc giải thích, vì Diệp công tử có một chỗ dựa đáng sợ hơn. Diệp Huyên cạn lời. Lúc này, phía xa đột nhiên xuất hiện một con vượn khổng lồ, con vượn này to bằng một ngọn núi, chậm rãi bước đến trong tinh không. Trên người con vượn khổng lồ này có hàng trăm dây xích sắt khổng lồ. Một đầu khác của dây xích là một cung điện khổng lồ sang trọng. Trong cung điện thỉnh thoảng vang lên tiếng cười đùa. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, phô trương thật đấy. Thiên đạo nhìn con vượn khổng lồ kia, sau đó nói, thiên viên. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía thiên đạo, thiên viên. Thiên đạo gật đầu, một con yêu thú hàng đầu thời thượng cổ, có lẽ nó có cảnh giới tương lai đạo, tuy thế nhưng nó còn có cơ thể cứng rắn, chiến lực vượt xa cường giả cùng cấp bậc. Không ngờ nó lại trở thành nô lệ cho người khác. Nói xong, ông ta nhìn tòa cung điện sang trọng phía xa. Sau đó nói, người trong điện không tầm thường chút nào. Diệp Huyên nhìn cung điện sang trọng kia, cung điện có lực lượng thần bí bao phủ, vì thế, thần thức của họ hoàn toàn không dám đến gần. Đương nhiên Diệp Huyên cũng không sử dụng thần thức dò xét đối phương, vì như thế rất mất lịch sự, dễ dàng kéo đến mâu thuẫn. Bây giờ hắn quyết định phải khiêm tốn một chút. Phía xa, con thiên viên kia đã kéo tòa cung điện chậm rãi đi về phía xa. Mỗi khi đi một đoạn, nó sẽ ngẩng đầu hét to một tiếng, mỗi tiếng hét của nó đều sẽ khiến tinh không rung động, cực kỳ đáng sợ. Diệp Huyên thu hồi tầm mắt, cười nói, chúng ta đi thôi. Thiên đạo gật đầu. Hai người bèn muốn rời đi, mà lúc này, con vượn khổng lồ kia đột nhiên dừng lại, cửa vào cung điện từ từ mở. Một cô gái chậm rãi bước ra. Cô gái mặc váy dài đắt tiền màu trắng, khuôn mặt như tranh vẽ. Ngũ quan hoàn mỹ không chút khuyết điểm, tóc nàng ta rất dài, dài đến tận mông, đôi mắt lạnh lùng trong veo, thậm chí có thể nói là coi thường tất cả mọi thứ trên thế gian. Sau khi bước ra khỏi đại điện, nàng ta chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên và thiên đạo. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên xa sầm mặt. Sẽ không có thêm phiền phức gì đó chứ? Cô gái nhìn về phía thiên đạo, thì ra là biến thành từ một ý niệm của chủ nhân bút đại đạo. Giọng nói lạnh lùng khiến người ta có cảm giác như rơi vào hầm băng. Thiên đạo nhìn cô gái, cô nương là. Cô gái không trả lời,
nàng ta thu hồi tầm mắt, xoay người đi vào trong đại điện. Con vượn khổng lồ kia tiếp tục tiến về phía trước. Bị làm lơ rồi. Thiên đạo lắc đầu cười khẽ, nhưng cũng không tức giận. Đối phương có thể nhìn thấu lai lịch của ông ta, chứng tỏ thực lực của đối phương chắc chắn hơn ông ta. Dù ông ta biến thành từ một ý niệm của chủ nhân bút đại đạo, nhưng ông ta không phải chủ nhân bút đại đạo. Thiên đạo thu hồi suy nghĩ, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, được. Hai người tiếp tục tiến về phía trước. Trong đại điện phía xa, cô gái ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, khép hờ hai mắt, một người đàn ông áo trắng đứng bên cạnh nàng ta. Người đàn ông áo trắng khẽ mỉm cười, ta cảm thấy thiếu niên kia không đơn giản hơn. Cô gái bình tĩnh hỏi, sao ngươi lại thấy thế? Người đàn ông áo trắng cười nói, thiếu niên kia đi trước, còn thiên đạo thì đứng sau lưng hắn, rõ ràng khi hai người ở cạnh nhau, thiếu niên kia là người nắm quyền. Nhìn thấy chiếc nhẫn chứa đồ, ánh mắt Ngụy Lam và Sở Phong đều trở nên nóng rực. Nhưng người đàn ông của hệ Ngân Hà lại bình tĩnh lạ thường, suốt chặng đường, hắn ta chỉ lẳng lặng quan sát, không nói lời nào. Ánh mắt Ngụy Lam cũng dần bình tĩnh trở lại, nàng ta nhìn bức tường núi nơi xa, Diệp công tử, ta muốn nghe ý kiến của cậu. Diệp Huyên nhìn Ngụy Lam, ý kiến của ta là bây giờ Ngụy Lam cô nương hãy đi đi. Ngụy Lam quay đầu nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên cười bảo, đây là ý kiến của ta. Ngụy Lam im lặng hồi lâu mới hỏi, tại sao? Diệp Huyên cười đáp, nơi này quá phức tạp, cô không kiểm soát được đâu. Ngụy Lam khẽ mỉm cười, ta vẫn muốn đánh cược một phen. Nói rồi nàng ta nhìn bức tường xa xa, khẽ nói, nơi này đầy rẫy nguy hiểm, nhưng cũng tượng trưng cho cơ hội. Diệp Huyên gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này, Sở Phong bên cạnh lại lên tiếng, Diệp công tử, ngươi nói điện hạ không thể kiểm soát, vậy ngươi thì sao? Ngươi có kiểm soát được không? Hay là ngươi muốn khuyên chúng ta rời đi, sau đó một mình độc chiếm hết bảo vật ở nơi này? Tăng Vô lên tiếng, vị công tử này, cậu nói gì vậy? Nếu Diệp công tử muốn độc chiếm truyền thừa của nơi này thì đó chẳng phải chuyện rất đơn giản sao? Cậu ấy chỉ cần một câu nói thôi. À! Sở Phong nhìn Tăng Vô, chỉ cần một câu nói. Ta biết hắn có quan hệ với chủ nhân bút đại đạo, nhưng hắn không phải chủ nhân bút đại đạo, cho dù là chủ nhân bút đại đạo thì cũng không phải vô địch. Tăng Vô nhìn Sở Phong, có thể chủ nhân bút đại đạo không vô địch, nhưng Diệp công tử thật sự là vô địch. Vô địch. Sở Phong lắc đầu cười, thật hoang đường, quá là nực cười. Tăng Vô nhíu chặt lông mày. Tại sao mình nói thật mà không ai tin vậy? Chẳng lẽ những người này không biết người xuất gia đều không nói dối? Lúc này, Sở Phong lại cười bảo, ta quên mất, nếu Diệp công tử đã có mặt mũi đến vậy thì mời Diệp công tử biểu diễn đi. Đây mới là mục đích thực sự của hắn ta. Cố ý khiêu khích Diệp Huyên, để Diệp Huyên thăm dò phong ấn này trước. Diệp Huyên nhìn Sở Phong rồi bảo, vô biên chủ ở đây, ta không dám lỗ mãng. Nói xong hắn nhìn sang vô biên chủ bên cạnh. Vô biên chủ nhíu mày. Mà Sở Phong cũng lập tức nhìn sang vô biên chủ, ông không phải người của ba thế lực lớn. Vô biên chủ thẳng thừng phất lờ Sở Phong. Sở Phong còn định nói gì đó thì vô biên chủ đã nói, không nhìn ra à. Hắn đang cố ý khiến ngươi khiêu khích ta, sau đó để ta kết liễu ngươi. Sở Phong sửng sốt nhìn Diệp Huyên cười bảo, ta không có ý này. Sở Phong lạnh lùng nhìn Diệp Huyên và vô biên chủ, hai người là cùng một phe. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, tùy ngươi nói thế nào cũng được. Vô biên chủ cau mày. Thấy Diệp Huyên không bị khích tướng, nét mặt Sở Phong lập tức trở nên khó coi. Diệp Huyên nhìn Ngụy Lam và Sở Phong, khẽ thở dài, hai vị, thứ cho ta nói thẳng, hai người muốn truyền thừa này nhưng lại đều không muốn làm trước, sợ người khác được lợi. Vừa nói hắn vừa lắc đầu, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy. Thực ra hắn đã nhìn ra được chữ lớn kia là do chủ nhân bút đại đạo để lại. Đã là chữ do chủ nhân bút đại đạo để lại thì dễ đối phó rồi. Nhưng bây giờ hắn không muốn phá giải phong ấn này, bây giờ mà phá giải phong ấn, có được truyền thừa của Đan Tông thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Lúc này Sở Phong lại nói, Diệp huynh quen chủ nhân bút đại đạo. Mà thế gian này do chủ nhân bút đại đạo quản lý,
vậy nên chắc chắn Diệp huynh có cách phá giải phong ấn này, đúng không? Nghe câu này, mấy người đang có mặt đều nhìn Diệp Huyên. Dưới ánh nhìn của mọi người, Diệp Huyên gật đầu, người nói rất đúng. Mọi người đều sững sờ. Sở Phong cũng sửng sốt, hắn ta không ngờ Diệp Huyên lại thẳng thắn thừa nhận. Diệp Huyên đột nhiên cười bảo, đúng là ta có thể phá giải phong ấn này, nhưng điều này có liên quan gì đến ngươi không? Sở Phong nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, Diệp công tử muốn độc chiếm sao? Diệp Huyên cười, ta muốn độc chiếm đấy, ngươi làm gì được ta? Mọi người! Sở Phong nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt cực kỳ khó coi. Nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu cười nói, vốn định khiêm tốn một chút, nhưng ngươi lại cứ bắt lão tử phải chơi những trò bẩn thỉu ở đây, ngươi nhìn đi. Nói rồi hắn bước tới trước bức tường núi, nhìn chữ lớn đó rồi nó, nể mặt muội muội ta đi. Nể mặt muội muội ta đi. Nghe thấy câu này của Diệp Huyên, mí mắt Phổ Biên chủ giật giật. Mẹ kiếp! Lại nữa! Tên này lại chơi chiêu này. Đúng là ngông cuồng. Mà khi Diệp Huyên nói ra câu đó, nơi đây không có chút phản ứng nào. Sở Phong mỉa mai, nể mặt muội muội ngươi, xem ra mặt mũi của muội muội ngươi cũng chẳng lớn lắm, ngươi. Đúng lúc này, bức tường núi chợt khẽ rung, rất nhanh chữ đạo dần dần biến mất. Thấy vậy, vẻ mặt Sở Phong cứng đờ, mấy người đang có mặt cũng đều ngỡ ngàng. Chẳng mấy chốc, chữ đạo kia từ từ biến mất trong mắt mọi người. Lúc này Diệp Huyên nhìn dược nhân bên cạnh, nhẫn chứa đồ. Dược nhân im lặng. Diệp Huyên nhìn thẳng vào dược nhân, chỉ có ta chơi người khác chứ chưa có ai dám chơi ta đâu, người có muốn làm người đầu tiên không? Mọi người. Lúc này, dược nhân đó chợt bảo, ta muốn thử làm người đầu tiên. Quả nhiên là có âm mưu. Diệp Huyên cũng không bất ngờ, bởi đã nằm trong dự đoán của hắn. Diệp Huyên mỉm cười nhìn Vô Biên Chủ nhàn nhạt nói, ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, giúp ta đánh hắn một trận. Mặt Vô Biên Chủ đầy vạch đen, liên quan gì đến ta? Chẳng phải ngươi có muội muội sao? Ngươi gọi muội muội ngươi đi. Diệp Huyên thản nhiên nói, Vô Biên, ta không gọi muội muội, đó là vì tốt cho ông. Vô Biên nhíu mày. Diệp Huyên lại bảo, ông thật sự muốn muội muội ta xuất hiện ở đây à? Nghe vậy, vẻ mặt Vô Biên lập tức trở nên khó coi. Nhưng mà ông ta cũng thực sự không muốn gặp muội muội của Diệp Huyên. Người phụ nữ đó giết người trước nay đều tùy thuộc vào tâm trạng. Lúc này, dược nhân chợt lên tiếng, có vẻ ông ta không giết được chúng ta đâu. Nghe vậy, Phổ Biên lập tức nhíu mày, nhìn dược nhân rồi bảo, ai cho ngươi tự tin vậy? Vẻ mặt dược nhân không cảm xúc, ông thử xem. Phổ Biên vung tay phải lên. Ầm. Dược nhân còn chưa phản ứng lại thì đã bị một chưởng tiêu diệt. Biến mất hoàn toàn. Dược nhân. Vẻ mặt Phổ Biên không có cảm xúc gì, cái quái gì vậy? Ngụy Lam và Sở Phong nhìn Vô Biên, trong mắt có thêm sự nặng nề. Giết trong một giây. Người trước mặt này có thể giết được cường giả đẳng cấp vị chi cảnh chỉ trong một giây. Đúng lúc này, một hư ảnh đột nhiên bay ra từ trong bức tường núi. Ầm. Trong phút chốc, một luồng uy áp vô hình bao phủ toàn bộ mọi người đang có mặt. Cảm nhận được luồng uy áp này, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Ngay cả Diệp Huyên cũng trở nên nghiêm túc. Mạnh quá. Dược nhân vừa nãy cũng rất mạnh, nhưng ở trước luồng uy áp này thì chỉ như giọt nước tràn vào đại dương bao la, căn bản không thể so sánh. Đây hẳn là thế lực khổng lồ viễn cổ kia. Lúc này hư ảnh ấy dần dần rõ nét hơn. Là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, dáng người thẳng tắp, gương mặt chữ điền, vẻ mặt lộ rõ vẻ thù địch. Sau khi đi ra, người đàn ông trung niên tham lam hít thở thật sâu, rất nhiều năm rồi. Mọi người nhìn người đàn ông trung niên với vẻ mặt cực kỳ cảnh giới. Lúc này, người đàn ông trung niên quay sang nhìn Vô Biên, tuy hắn là nô bộc của ta, nhưng không phải ai cũng có thể giết được. Vô Biên chủ nhìn người đàn ông trung niên, rác rưởi. Rác rưởi. Lời này vừa thốt ra, mấy người đang có mặt đều sửng sốt. Nhưng người đàn ông trung niên lại cười lớn, ha ha, rác rưởi. Vô số năm nay,
đây là lần đầu tiên có người mắng ta, ha ha. Vô Biên lắc đầu, ta ghét nhất là những kẻ tự cho rằng mình vô địch như các ngươi đấy. Đừng tưởng ngươi có chút thành tựu thì ghê gớm lắm, người lợi hại hơn các ngươi nhiều vô số kể nhé. Người đàn ông trung niên cười khẽ, ngươi đang dạy ta làm người đấy à? Vô Biên chủ đột nhiên biến mất. Bùm! Trong khoảnh khắc, một luồng ánh sáng trắng lập tức bao phủ hắn và người đàn ông trung niên. Đùng đoàng! Trong mắt mọi người, luồng ánh sáng ấy đột nhiên bộc phát ra luồng khí thế đáng sợ. Một lát sau, Vô Biên chủ xuất hiện, người đàn ông trung niên kia cũng xuất hiện, mà lúc này ông ta đã chỉ còn lại linh hồn. Không chỉ vậy, cổ họng ông ta còn bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy. Vô Biên chủ nhìn người đàn ông trung niên, bây giờ đã biết bản thân yếu thế nào rồi chưa? Trong mắt người đàn ông trung niên tràn đầy vẻ khó tin, rốt cuộc ông là ai? Mọi người, Vô Biên chủ lại nói, bị phong ấn bao nhiêu năm cũng không học được cách khiêm tốn, đầu óc ngươi làm bằng gì đấy? Nói xong ông ta lắc đầu, dưới tình huống bình thường, người được ra đây thì nên hiểu rõ một chuyện. Vì sao ngươi có thể ra được? Vì sao hả? Người đàn ông trung niên đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên khẽ cười, ta chỉ là một người bình thường. Người đàn ông trung niên im lặng. Bây giờ ông ta đã bắt đầu bình tĩnh lại. Vô Biên chủ lại nói, người bị chủ nhân bút đại đạo phong ấn bao nhiêu năm không thể ra ngoài, nhưng chỉ cần một câu nói của người khác là ngươi đã có thể ra được. Dùng đầu heo của ngươi suy nghĩ đi. Người đàn ông trung niên lập tức cung kính cúi đầu với Diệp Huyên, công tử, vừa rồi là ta thất lễ. Ông ta vẫn chưa muốn chết. Ông ta không sợ chết, nhưng cũng không thể vừa ra đã chết ngay được. Diệp Huyên không nói gì. Hắn biết đối phương đang cầu xin mình tha mạng. Nhưng thực lực của đối phương quá mạnh, hắn không dám đảm bảo liệu sau này ông ta có dở trò gì hay không. Như biết Diệp Huyên nghĩ gì, người đàn ông trung niên vội vàng nói. Nếu như công tử có thể lên tiếng cứu giúp thì ta nhất định sẽ sống chết đi theo. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi bảo, thư viện của ta đang thiếu một người làm việc, ông có đồng ý không? Người đàn ông trung niên nói ngay, đồng ý. Diệp Huyên gật đầu, ông có thể không chết nữa rồi. Người đàn ông trung niên. Vô Biên nhìn Diệp Huyên rồi quay người lại nhìn một tòa đại điện đổ nát phía xa, Dược Tôn, ra đây đi. Vừa dứt lời, một ông lão chậm chậm bước ra. Dược Tôn. Người từng là tông chủ của Đan Tông. Đương nhiên bây giờ ông ta chỉ còn lại một tia tàn hồn. Nhìn thấy Vô Biên, Dược Tôn cười khổ, Vô Biên chủ. Vẻ mặt Vô Biên bình tĩnh, năm xưa ta và tổ tiên của ngươi từng kết thiện duyên, vì thế ta cho ông ta mượn một vật, bây giờ các ngươi nên trả lại rồi đấy. Dược Tôn cười khổ. Vô Biên nói, trả ta đi. Dược Tôn im lặng một lúc rồi xòe tay, một chiếc tiểu đỉnh màu đen từ từ bay đến trước mặt Vô Biên. Thần đỉnh đại đạo. Ngụy Lam ngạc nhiên thốt lên. Vô Biên nhìn Ngụy Lam, không ngờ cô lại biết đỉnh này. Ngụy Lam trầm giọng nói, năm xưa chủ nhân bút đại đạo tạo ra 6 thần vật trí cao ở phàm giới, đỉnh đại đạo là một trong số đó, không ngờ vật này lại thuộc về tiên sinh. Nghe lời này của Ngụy Lam, mắt đan thần lập tức sáng rực. Thần đỉnh đại đạo. Đây là vạc luyện đan cực phẩm đấy. Bởi vì do chủ nhân bút đại đạo tạo ra, nên mỗi viên đan dược luyện ra đều sẽ có đan vân đại đạo. Mà có đan vân đại đạo này gia trì, công hiệu của đan dược ít nhất sẽ tăng lên gấp 10 lần. Hiện giờ cuối cùng nàng ấy cũng biết vì sao đan tông thượng cổ có thể trở thành tông môn luyện đan số 1 năm đó rồi. Ở phía xa, Vô Biên cất thần đỉnh đại đạo, quay người rời đi. Lúc này, Dược Tôn chợt nói, tiên sinh xin dừng bước. Vô Biên quay lại nhìn Dược Tôn, Dược Tôn suy nghĩ một chút rồi bảo, theo ta được biết, tiên sinh không hứng thú với luyện đan, đúng không? Vô Biên gật đầu. Dược Tôn trầm giọng nói, ta muốn dùng tất cả số tiền tiết kiệm của Đan Tông để đổi lấy chiếc đỉnh này. Vô Biên chủ im lặng. Dược Tôn cười khổ, không phải ta tham chiếc đỉnh này, mà là... Nói rồi ông ta nhìn đan thần bên cạnh, ta muốn tặng nó cho cô nương này. Nghe vậy, mọi người đều quay sang nhìn đan thần. Hiển nhiên là Dược Tôn đã ưng ý đan thần. Bây giờ Đan Tông đã hoàn toàn bị tiêu diệt, đương nhiên ông ta muốn để lại truyền thừa cho Đan Tông, để thuật luyện đan của Đan Tông được truyền tiếp.
mà đan thần trước mặt là ứng cử viên thích hợp nhất. Nghe lời này của Dược Tôn, đan thần vội vàng hành lễ, cảm ơn ý tốt của tiền bối, chỉ là thứ này thực sự quá chân quý, ta. Lúc này, Phổ Biên đột nhiên nói, ta đồng ý. Nghe vậy, mọi người đều nhìn sang, Phổ Biên xòe lòng bàn tay, thần đỉnh đại đạo từ từ bay đến trước mặt đan thần. Đan thần sửng sốt. Diệp Huyên vội nói, còn không mau cảm ơn Vô Biên chủ đi. Đan thần vội cất thần đỉnh đại đạo, hơi cúi đầu nói cảm ơn tiên sinh. Diệp Huyên cũng nói, Vô Biên, cảm ơn ông nể mặt ta. Vô Biên chủ khẽ nhíu mày. Cái quái gì vậy? Ông ta nể mặt đan thần, vì ông ta đã nhìn ra sự phi thường của đan thần, mà Diệp Huyên nói thế này thành ra ân tình của ông ta đã hoàn toàn biến thành của hắn. Cái quái gì thế? Đan thần cười nhìn Diệp Huyên, sau đó nhìn Vô Biên chủ, đan thần sẽ ghi nhớ ân tình này của tiên sinh. Vô Biên chủ xua tay, cô hợp với nó hơn ta, còn chuyện ân tình, ta tên Vô Biên, cô nhớ chưa? Đan thần. Vô Biên lại nói, ta đi đây. Nói xong ông ta quay người rời đi. Tăng Vô vội nói, tiền của đan tông đâu? Vô Biên chợt nhớ ra, quay đầu lại nhìn Dược Tôn khẽ cười. Xòe tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay tới trước mặt Vô Biên. Diệp Huyên nhìn nhẫn chứa đồ, Vô Biên, ai thấy cũng có. Nhưng Vô Biên lại cất nhẫn chứa đồ đi rồi lập tức biến mất. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Mẹ kiếp! Ông ta chạy rồi. Lúc này, Tăng Vô nói với Diệp Huyên, Diệp công tử, gặp lại sau nhé. Nói xong ông ta và thần minh quay người rời đi. Dược Tôn từ tốn đi tới trước mặt đan thần, xòe bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ bay tới trước mặt đan thần, trong nhẫn chứa đồ đều là dược liệu chân quý được đan tông ta siêu tầm cả đời, ngoài ra còn có rất nhiều phương pháp luyện đan và công thức, bây giờ nó đều là của cô. Đan thần cất nhẫn chứa đồ đi, cung kính nói cảm ơn Sư Tôn. Sư Tôn. Lời này vừa dứt, Dược Tôn ngẩn ra, sau đó ông ta cười lớn, dần dần linh hồn bắt đầu trở nên mờ ảo. Ngay sau đó, Dược Tôn hoàn toàn biến mất. Mà lúc này, đám dược nhân đột nhiên đi tới trước mặt đan thần rồi chậm rãi quỳ xuống, bái kiến tông chủ. Tông chủ. Chiếc nhẫn chứa đồ Dược Tôn đưa cho đan thần không phải nhẫn chứa đồ bình thường, mà nó còn tượng trưng cho một thân phận khác. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt nhóm Ngụy Lam hiện rõ vẻ hâm mộ không thể che giấu. Người chiến thắng lớn nhất lần này là đan thần. Đương nhiên còn có cả Diệp Huyên. Mặc dù Diệp Huyên không có truyền thừa của Đan Tông, nhưng hắn có được một trợ thủ siêu cấp. Bá chủ viễn cổ. Bá chủ viễn cổ từ đầu đến cuối đều im lặng. Diệp Huyên nhìn rồi mỉm cười, nếu tiền bối không muốn ở lại thư viện của ta thì có thể đi, ta không ngăn cản. Bá chủ viễn cổ im lặng một lát rồi đáp, ta sẽ giữ lời hứa, cả đời chỉ đi theo Diệp công tử. Diệp Huyên cười, ta không ngăn cản ông đâu, ta nói nghiêm túc đấy. Bá chủ viễn cổ do dự một lúc rồi nói, thật chứ? Diệp Huyên nhìn ông ta, cách đây không lâu cũng có một người như vậy, ta cứu hắn nhưng hắn thất hứa. Ông có biết sau đó thế nào không? Bá chủ viễn cổ lắc đầu. Diệp Huyên cười nhẹ, mộ của hắn chắc đã mọc cỏ rồi. Vẻ mặt bá chủ viễn cổ cứng đờ. Nghe Diệp Huyên nói vậy. Bá chủ viễn cổ bất lực cười khổ. Ông ta không cảm thấy Diệp Huyên đang dọa mình. Ông ta không phải người bình thường, đương nhiên có thể nhìn ra được Diệp Huyên cũng không hề đơn giản. Ông ta là bá chủ viễn cổ, là sự tồn tại cực kỳ ít ỏi trên thế gian, mà ông ta suýt nữa đã bị người đàn ông tên Vô Biên khi nãy giết chết trong một giây. Mà thái độ của người đàn ông tên Vô Biên ấy với Diệp Huyên là dè chừng sợ hãi. Điều quan trọng nhất là như Vô Biên nói, ông ta bị nhốt ở đây đã nhiều năm, mà một câu của Diệp Huyên đã cứu được ông ta ra. Một câu nói, người mà đến chủ nhân bút đại đạo cũng phải nể mặt. Nghĩ đến đây, ông ta khẽ mỉm cười, Diệp công tử yên tâm, ta là người luôn giữ lời hứa, ta đã nói đi theo Diệp công tử thì nhất định sẽ đi theo Diệp công tử, không bao giờ nuốt lời. Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, 10 năm. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, hắn cười bảo, không cần lâu quá đâu, đi theo ta 10 năm là được rồi. 10 năm sau ông sẽ lại được tự do. Người đàn ông hơi do dự, thật sao?
Diệp Huyên gật đầu, ta cũng nói lời giữ lời. Người đàn ông lập tức cười đáp, ta tin công tử. Diệp Huyên khẽ gật đầu, quay lại nhìn đan thần rồi bảo, đan thần cô nương, chúng ta đi thôi. Đan thần gật đầu, được. Nói xong nàng ấy nhìn Ngụy Lam điện hạ, xin lỗi, ta không thể gia nhập đại ngụy được rồi. Ngụy Lam nhìn Diệp Huyên rồi cười đáp, ta có thể hiểu được. Đan thần gật đầu, đan thần sẽ ghi nhớ lời mời của cô nương. Nghe vậy, Ngụy Lam bật cười, không cần khách sáo, chúng ta cũng trạc tuổi, từ nay về sau chúng ta gọi nhau là tỷ muội đi. Đan thần hơi giật mình, sau đó cười trả lời, được. Đương nhiên nàng ấy hiểu được ý của Ngụy Lam, mà điều này đối với nàng cũng không phải chuyện xấu. Thấy đan thần đồng ý, Ngụy Lam càng cười sáng lạn hơn. Đan thần có được truyền thừa của đan tông thượng cổ, còn có được thần khí chí cao trong truyền thuyết. Có thể nói sau này đan thần sẽ là một nhà luyện đan siêu cấp, người thế này bây giờ không lôi kéo thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Điều đáng tiếc duy nhất là đan thần không gia nhập đại ngụy. Nếu không địa vị của nàng ta ở đại ngụy sẽ tăng lên ngay lập tức. Rất bất đắc dĩ, bởi vì nàng ta không dám cướp người với Diệp Huyên. Bên cạnh Diệp Huyên bây giờ có một cường giả siêu cấp với thực lực không rõ. Nghĩ đến đây, Ngụy Lam nhìn Diệp Huyên cười bảo, Diệp công tử. Vậy chúng ta tạm biệt tại đây nhé. Nhưng Diệp công tử vẫn phải cẩn thận một chút, đan thần cô nương đi theo cậu, ta sợ vẫn sẽ có phiền phức đấy. Bá chủ viễn cổ bình tĩnh nói, ai dám gây sự với Diệp công tử. Ngụy Lam nhìn bá chủ viễn cổ ấy, khẽ cười nói, có tiên sinh ở đây đương nhiên không ai dám. Hai vị bảo trọng. Nói xong nàng ta và Bạch Y quay người rời đi. Sở Phong ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên, cũng không dám nói lời nào. Xoay người rời đi. Lúc này, kiếm tu của hệ Ngân Hà chậm rãi đi tới trước mặt đan thần, còn chưa lên tiếng đan thần đã cười nói, ta đã quyết định gia nhập Thư viện Quan Huyên rồi. Thư viện Quan Huyên. Kiếm tu im lặng giây lát rồi bảo, tùy cô. Nói xong kiếm tu quay người rời đi. Đan thần quay đầu nhìn Diệp Huyên, cười hỏi, Diệp công tử, ta có thể gia nhập Thư viện Quan Huyên không? Diệp Huyên nhếch môi cười, đương nhiên là được, bắt đầu từ bây giờ cô sẽ là viện chủ của đan viện. Đan thần khẽ cười, cảm ơn. Nàng ấy biết hiện giờ mình có được truyền thừa của đan tông thượng cổ, nếu không tìm một thế lực mạnh thì nàng sẽ chẳng thể sống sót. Mà Diệp Huyên rất phù hợp. Diệp Huyên dẫn đan thần và bá chủ viễn cổ về phàm giới. Mà Diệp Huyên cũng không rảnh rỗi, hắn lập tức tìm kiếm nhân tài khắp nơi, chuẩn bị mở thư viện. Trong điện, một người mặc áo đen đứng trước mặt Diệp Huyên, người này chính là ám quân, nhân tài đắc lực của Tần Quan. Diệp Huyên đã điều hắn ta tới đây. Diệp Huyên cười bảo, dạo này tiểu quan vẫn ổn chứ? Ám quân gật đầu, cung kính thưa, các chủ vẫn ổn, chỉ là hơi bận thôi ạ. Dạo này nàng ấy tham gia rất nhiều hạng mục, vì thế rất bận rộn. Bận. Diệp Huyên lắc đầu cười, nàng ấy vẫn luôn rất bận. Ám quân nói, trước khi tới các chủ có dặn khi nào nàng ấy hết bận sẽ tới tìm công tử. Diệp Huyên gật đầu, được. Không có Tần Quan, hắn cũng hơi không quen. Ám quân nói tiếp, Diệp thiếu, chúng ta mở thư viện ở phàm giới, vấn đề lớn nhất không phải người cũng không phải tiền, mà là hai thế lực siêu cấp ở phàm giới. Diệp Huyên hỏi, Phàm Tông và Liên minh Ngân Hà à? Ám quân gật đầu, ta tìm hiểu rồi, hai thế lực này không như đại ngụy. Đại ngụy ở nơi khác và không có ý bành trướng, nhưng ý đồ của hai thế lực này thì rất rõ ràng, họ đều có ý muốn làm bá chủ. Diệp Huyên lắc đầu, ta cảm thấy vẫn phải cẩn thận đại ngụy nhất. Ám quân nhìn Diệp Huyên cười bảo, không có ý làm bá chủ mới là đáng sợ nhất. Ám quân trầm giọng nói, ý Diệp thiếu là có thể bọn họ đang che giấu dã tâm. Diệp Huyên gật đầu, sở dĩ Liên minh Ngân Hà và Phàm Tông không đánh nhau có lẽ cũng là vì sợ đại ngụy. Nói rồi hắn nhìn ám quân, cười bảo, ngươi cứ đi đi, bây giờ chúng ta mở thư viện, chỉ cần bọn họ đủ thông minh thì sẽ tới lôi kéo chúng ta chứ không phải chèn ép chúng ta. Ám quân gật đầu, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyên khoanh chân ngồi trong điện, hai mắt từ từ nhắm lại. Tu luyện quá khứ đạo. Trảm quá khứ. Nhưng chẳng mấy chốc, vẻ mặt hắn lại trở nên kỳ lạ. Tại sao lại trảm quá khứ?
Ngộ ra kiếp trước sau đó chặt đứt kiếp trước, nhưng hắn cảm ứng thử lại chẳng cảm ứng được gì. Kiếp trước của hắn đâu? Không còn nữa ư? Diệp Huyên mang theo những thắc mắc đi tìm bá chủ viễn cổ. Bá chủ viễn cổ này có tên là Thiên Trần, còn về thực lực thật sự của ông ta thì Diệp Huyên cũng chưa hỏi bao giờ. Nhưng Thiên Trần từng nói ở phàm giới này cũng có hai bá chủ viễn cổ đang ẩn mình. Diệp Huyên đoán rất có thể chính là người đến từ Liên minh Ngân Hà và Phàm Tông. Hai thế lực này rất không tầm thường. Trong phòng, Thiên Trần nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt nghiêm nghị, cậu nói cậu không cảm ứng được kiếp trước. Diệp Huyên gật đầu, năm xưa muội muội ta từng nói, muội ấy đã giúp ta chặt đứt kiếp trước, kiếp này và kiếp sau, muội ấy đã chặt đứt giúp ta, vậy bây giờ ta làm gì bây giờ? Ta có thể trực tiếp đạt tới cảnh giới tương lai đạo được không? Thiên Trần trầm giọng đáp, không có khả năng lắm. Kiếp trước, kiếp này và kiếp sau của một người chỉ có bản thân người đó có thể chặt đứt được, vì nó là nhân quả của mình, chỉ mình mới có thể kết thúc, người ngoài không thể. Nói đến đây ông ta chợt dừng lại. Không thể. Muội muội mà Diệp Huyên nói chính là tồn tại mà chủ nhân bút đại đạo cũng phải nể mặt. Sao lại không thể? Nghĩ tới đây, sắc mặt Thiên Trần đột nhiên trở nên hơi kỳ quái. Thật sự có thể sao? Thiên Trần trầm mặc một lúc rồi nói tiếp, vậy cậu ngưng tụ đạo vân đi. Diệp Huyên tò mò hỏi, ngưng tụ bằng cách nào? Thiên Trần khẽ mỉm cười rồi xòe tay ra, một luồng sáng trắng bay vào đầu mày Diệp Huyên, đây là phương pháp tu luyện, cậu ngưng tụ theo phương pháp này đi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống, một lát sau hắn bắt đầu ngưng tụ đạo vân. Hắn xòe tay ra. Giữa đất trời đột nhiên xuất hiện vô số làn sóng năng lượng, chẳng mấy chốc trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một đạo vân nhàn nhạt. Thấy cảnh này, Diệp Huyên vui mừng khôn xiết, vội vàng tiếp tục ngưng tụ. Đạo vân mờ nhạt ấy nhanh chóng đậm dần, cuối cùng chuyển sang màu vàng kim. Đạo vân ngưng tụ. Sau khi ngưng tụ được đạo vân, Diệp Huyên lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh bí ẩn đáng sợ. Đạo vân chi lực. Mà ở bên cạnh, vẻ mặt Thiên Trần đã trở nên cực kỳ phức tạp. Ông ta có thể khẳng định trước đây Diệp Huyên chỉ ở thần đạo cảnh, nhưng bây giờ hắn lại dễ dàng ngưng tụ ra được đạo vân thế này. Ông ta cũng là thiên chi kiêu tử, năm xưa khi ngưng tụ đạo vân đầu tiên cũng cần cả trăm năm. Vì muốn cắt đứt quá khứ không phải là chuyện dễ. Mà Diệp Huyên lại không cần trải qua quá trình này. Thật là vô lý. Mà lúc này, Diệp Huyên đã bắt đầu ngưng tụ đạo vân thứ hai. Trong phòng chưa đầy một khắc, Diệp Huyên đã ngưng tụ ra đạo vân thứ hai. Thấy vậy, Thiên Trần không còn nói gì nữa. Ông ta ngưng tụ đạo vân thứ ba mất những 3 triệu năm. Cắt đứt kiếp này. Mọi thứ của kiếp này làm sao có thể dễ dàng cắt đứt như vậy được. Mà người trước mắt này lại có thể dễ dàng. Sau khi ngưng tụ ra đạo vân thứ hai, Diệp Huyên bắt đầu ngưng tụ đạo vân thứ ba. Không lâu sau, hắn đã ngưng tụ được đạo vân thứ ba. Đạo vân được ngưng tụ thành công. Thiên Trần đã trở nên tự kỷ. Không có ai thế này cả. Diệp Huyên nắm 3 đạo vân trong tay, lúc này hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh bí ẩn cực kỳ đáng sợ. Đây là sức mạnh đến từ đạo vân, phải nói rằng 3 luồng sức mạnh này thật sự cực kỳ mạnh, nếu thêm kiếm đạo hiện giờ của hắn. Thậm chí hắn còn có thể dễ dàng giết chết được vị chi cảnh trong một giây. Còn thần chi cảnh thì hắn chưa giao thủ bao giờ nên không biết thực lực thật sự của đối phương. Dường như nghĩ tới điều gì, Diệp Huyên nhìn Thiên Trần tiền bối, làm sao để tu luyện được vị chi cảnh. Thiên Trần điều chỉnh lại tâm lý, sau đó nói, năm đó sau khi có người đạt đến tương lai cảnh thì có một thời gian mờ mịt, vì không ai biết trên nó là cảnh giới gì. Vì thế mọi người tưởng tượng ra một cảnh giới, chính là vị chi cảnh, thật ra cảnh giới này có thể nói là phiên bản tương lai đạo cảnh nâng cấp, khi quá khứ đạo, hiện tại đạo, tương lai đạo đạt đến cực hạn sẽ là vị chi cảnh. Sau đó xuất hiện thần chi cảnh, mà thực ra thần chi cảnh là cảm nhận thần vân là một vài thần lực bí ẩn mà chủ nhân bút đại đạo để lại trên thế gian. Nói xong ông ta xòe tay nhẹ nhàng quét qua, không gian bị quét qua lập tức biến mất, nhưng không lâu sau. Nó lại từ từ khôi phục bình thường. Diệp Huyên nhìn Thiên Trần nhẹ nhàng nói, đây là thần lực chủ nhân bút đại đạo để lại nhân gian, thần chi là cảm nhận thần lực, sau đó tu luyện thần lực,
khống chế thần lực. Diệp Huyên hạ giọng hỏi, khó không? Thiên Trần gật đầu, cực kỳ khó, vì thần lực này có tính công kích, muốn khống chế nó thì phải hàng phục được nó trước, mà nó lại biết phản kháng, người bình thường muốn khống chế nó có thể phải mất cả chục triệu năm, hơn nữa số tu sĩ chết vì nó là vô số kể, thần lực quá mạnh, chỉ một chút bất cẩn là sẽ bị phản phệ ngay. Nói rồi ông ta xòe tay, một luồng sáng như tia lửa xuất hiện trong lòng bàn tay, đây chính là thần lực, cậu cảm nhận được sự đáng sợ của nó chưa? Diệp Huyên đưa tay nắm lấy thần lực đó, nét mặt Thiên Trần thay đổi, ông ta đang định cất về nhưng giây tiếp theo, ông ta đã sững người. Bởi vì thần lực kia không phản phệ Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn Thiên Trần, hình như cũng không đáng sợ lắm, hơn nữa còn rất ấm áp, thoải mái. Nét mặt Thiên Trần cứng ngắc. Phải nói rằng giờ phút này Thiên Trần đã hoàn toàn chết lặng. Không bị phản phệ. Thiên Trần còn nghi ngờ rằng mình nhìn nhầm. Lần đầu tiên khi ông ta tiếp xúc với thần lực này suýt chút nữa đã bị phản phệ tới mức thần hồn biến mất, đến nỗi một thời gian dài sau này ông ta cũng không dám động đến nó một cách tùy tiện. Nhưng Diệp Huyên lại không hề bị thần lực phản phệ, ngược lại nó còn ngoan ngoãn ở trong tay hắn. Thiên Trần nhìn Diệp Huyên, mẹ kiếp, tên này là con trai ruột của chủ nhân bút đại đạo đấy à? Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, tiền bối, có phương pháp tu luyện không? Ta cảm thấy mình có thể đạt đến thần chi rồi. Thiên Trần. Một lúc sau, Diệp Huyên đã hoàn toàn khống chế được thần lực. Phải nói rằng Diệp Huyên đang vô cùng hứng khởi kích động. Thần chi cảnh. Chỉ một thoáng mà hắn đã lập tức tới được thần chi cảnh. Sau khi đạt đến thần chi cảnh, Diệp Huyên lại khống chế một sức mạnh đáng sợ khác. Thần lực. Diệp Huyên lại có cảm giác vô địch. Thiên Trần nhìn mà không nói nên lời. Thần chi, tên ở trước mặt ông ta đây chỉ trong vòng chưa đầy một canh giờ đạt từ thần đạo cảnh đến thần chi. Thần chi, ông ta đã quên năm xưa mình mất bao nhiêu lâu để từ thần đạo tới được thần chi, tóm lại là rất lâu rất lâu. Lúc này, Diệp Huyên chợt nhìn Thiên Trần, tiền bối, sao thần chi cảnh là cảnh giới gì? Thiên Trần không nói nên lời. Hắn định một đường đột phá liên tiếp đấy à? Diệp Huyên nhìn Thiên Trần, chờ đợi câu trả lời. Thiên Trần bình tĩnh lại rồi đáp, trên thần chi là đạo chi, mà đạo chi cảnh là điều khiển đạo tắc chủ nhân bút đại đạo để lại thế gian này. Đạo tắc là một loại pháp tắc trật tự đáng sợ hơn cả đạo vân, cường giả nào tu luyện đến đạo chi cảnh sẽ càng cảm nhận được chủ nhân bút đại đạo rõ ràng hơn, đồng thời lúc này người tu luyện cũng sẽ bị ông ta giám sát. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, đạo chi tức là bá chủ viễn cổ sao? Thiên Trần lắc đầu, đạo chi cảnh phân làm hai loại, loại thứ nhất là tiểu thành, loại thứ hai là đại thành. Tiểu thành là vừa mới điều khiển đạo tắc, lúc này người tu luyện chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển được một chút sức mạnh của đạo tắc, mà đại thành có nghĩa là người tu luyện đã có thể làm chủ được sức mạnh đạo tắc. Nói xong ông ta xòe tay ra, trong bàn tay phải của ông ta có một ấn ký màu tím sẫm xuất hiện. Thiên Trần nhìn Diệp Huyên, đây là đạo tắc của ta, màu tím là tiểu thành. Tím đậm là đại thành. Sau khi đạt đến đại thành, đạo tắc sẽ chuyển sang màu tím đậm, mà màu tím đậm này tượng trưng cho người tu luyện đã có thể hoàn toàn hiểu được tác dụng của đạo tắc, khoảng cách giữa tiểu thành và đại thành cũng khá lớn. Diệp Huyên hỏi, phải làm sao để ngưng tụ được đạo tắc? Thiên Trần thấp giọng đáp, Diệp công tử, bây giờ thực lực của cậu tăng lên đã đủ nhanh rồi. Ta cảm thấy cậu cần ôn định lại, nghiền ngẫm kỹ những cảnh giới này trước sau đó hãy tu luyện cảnh giới tiếp theo. Như vậy thì tốt hơn. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ông nói đúng. Nói xong hắn đưa Thiên Trần vào tiểu tháp. Diệp Huyên cười bảo, tiền bối, ông luyện tập cùng ta đi. Cách tốt nhất để thích nghi với cảnh giới là gì? Đương nhiên là chiến đấu. Sau khi Thiên Trần vào tiểu tháp thì hoàn toàn sững sờ. Với thực lực của ông ta đương nhiên phát hiện ra được thời gian trong này và bên ngoài khác nhau. Nghịch thiên. Vẻ mặt Thiên Trần trông cực kỳ phức tạp. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Nhìn môi trường tu luyện của người ta rồi lại nhìn môi trường trước đây của mình. Trước đây mình sống như thế nào? Sống như một con chó. Diệp Huyên cười, tiền bối, chúng ta bắt đầu đi. Thiên Trần thầm thở dài, bắt đầu trở thành bạn tập của Diệp Huyên. Nhưng lần này Diệp Huyên có một ý tưởng mới. Mỗi lần tới một địa điểm mới,
hắn đều sẽ thành đệ đệ, đều cần dựa vào người khác mới có thể giành chiến thắng. Thói quen này quá nhàm chán. Hắn phải thay đổi cách sống mới. Lần này hắn phải tu luyện đến khi vô địch rồi mới xuống núi. Bá chủ viễn cổ. Không, mục tiêu của hắn là vượt qua bá chủ viễn cổ. Lần này hắn phải khiến thực lực của mình vượt qua tất cả mọi người trên bản đồ. Thời gian từng phút trôi qua. Chớp mắt đã trăm năm trôi qua, đương nhiên ở bên ngoài mới chỉ chưa đầy 10 ngày. Trong trăm năm nay, dưới sự dẫn dắt và trợ giúp của Thiên Trần, thực lực của Diệp Huyên đã tăng lên rất nhiều. Hắn đã có thể thuần thục sử dụng đạo vận và đạo tắc. Bây giờ thực lực của hắn đã mạnh hơn ít nhất mấy chục lần so với trước đây. Bởi vì hắn còn có kiếm thanh huyên, huyết mạch chi lực và kiếm ý nhân gian. Thậm chí hắn còn không dùng đến kiếm ý nhân gian, thứ nguyên chi lực dồi dào bất tận sẽ tự động nâng cao kiếm ý của hắn. Trong tiểu tháp, Thiên Trần nhìn Diệp Huyên trước mặt với vẻ mặt phức tạp như cũ. Diệp Huyên đã không còn đơn giản chỉ là yêu nghiệt nữa. Hắn tu luyện như gian lận vậy. Trăm năm. Thực ra Diệp Huyên đã sớm ổn định cảnh giới của mình, nhưng hắn lại chủ động yêu cầu thêm thời gian luyện tập. Hắn muốn làm đến cực hạn. Ngoài ra, hắn muốn tích hợp đạo vân, đạo tắc và thần lực vào kiếm kỹ của mình. Tất cả nằm trong một kiếm. Không ra tay thì thôi, đã ra tay là chắc chắn sẽ chết. Lúc này, Diệp Huyên chậm rãi mở mắt, xòe tay ra, kiếm thanh huyên xuất hiện trong tay hắn, hắn nhẩm niệm trong đầu, thoáng chốc kiếm thanh huyên đã dung hợp với vô số sức mạnh làm một thể. Đạo tắc, pháp tắc, huyết mạch chi lực, kiếm ý nhân gian và thần lực. Kiếm thanh huyên rung lên kịch liệt, tiếng kiếm rung vang vọng khắp trời. Thiên Trần nhìn kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Diệp Huyên nhìn ông ta, tiền bối, chúng ta lại đánh một trận nữa đi. Thiên Trần gật đầu, được. Diệp Huyên và Thiên Trần ra khỏi thiên thấm, đương nhiên hắn không dám chiến đấu trong tiểu tháp, tuy tiểu tháp có thể chịu được nhưng thế giới trong nó lại không thể chịu nổi. Tiểu tháp ngoài cứng, trong mềm, tại một nơi nào đó trong hư không, Diệp Huyên cầm kiếm đứng thẳng, đối diện hắn là Thiên Trần. Thiên Trần vẻ mặt bình tĩnh như nước. Mặc dù Diệp Huyên rất yêu nghiệt nhưng ông ta vẫn rất tự tin. Dù sao hiện tại ông ta đã ở đạo chi cảnh đại thành, cao hơn Diệp Huyên một bậc cảnh giới. Lúc này, Diệp Huyên chợt biến mất tại chỗ. Ù! Tiếng kiếm vang đột nhiên vọng lại trong tinh không, sau đó một thanh kiếm vụt qua, chém thẳng về phía Thiên Trần. Nhát kiếm này Diệp Huyên đã dốc hết toàn lực. Đối mặt với cường giả cấp bậc như Thiên Trần, thăm dò không có tác dụng. Đã ra tay thì phải dốc hết sức. Chỉ một nhát kiếm. Đánh thắng thì thắng, đánh không thắng thì là thua. Thắng thua đều chỉ ở một kiếm. Đối mặt với nhát kiếm này của Diệp Huyên, vẻ mặt Thiên Trần lập tức thay đổi. Giờ phút này, ông ta biết mình đã đánh giá thấp Diệp Huyên. Không kịp nghĩ nhiều, ông ta nhanh chóng tiến lên một bước, lật tay phải rồi đè xuống, một luồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên quét ra từ lòng bàn tay ông ta. Vào lúc này toàn bộ tinh hà đều sục sôi. Cực kỳ đáng sợ. Đùng đoàng. Theo tiếng nổ vang lên, một vùng kiếm quang vỡ vụn, vô số kiếm khí trong nháy mắt bắn vào tứ phía tinh không, toàn bộ tinh không vô tận nứt toác thành một tấm mạng nhện cực lớn. Mà Diệp Huyên cũng bị chấn động bay ra mấy vạn trượng. Nhưng Thiên Trần cũng bị đẩy lùi xa cả gần mấy nghìn trượng. Sau khi Thiên Trần dừng lại thì có hơi ngỡ ngàng. Ông ta nhìn tay phải của mình, lòng bàn tay đã có vết nứt sâu hóm. Đó là vết thương do kiếm khí tạo thành. Ông ta mà cũng bị thương được. Thiên Trần nhìn Diệp Huyên nơi xa với vẻ không thể tin được, phải thừa nhận rằng giờ phút này trong lòng ông ta vẫn còn rất sốc. Ông ta vốn là thiên chi kiêu tử, vì thế mới có thể trở thành bá chủ viễn cổ, cả đời này đều là ông ta khiêu chiến người trên cấp, nhưng gần đây ông ta lại bị người cấp thấp hơn khiêu chiến. Lúc này Diệp Huyên nhìn kiếm thanh huyên trong tay, khẽ cười cũng tạm được. Hắn cũng không ngờ một kiếm lại có thể đánh bại được Thiên Trần, nếu thật sự một kiếm của hắn có thể đánh bại được đối phương thì bá chủ viễn cổ này thật sự quá rẻ mạt. Bây giờ hắn có thể một kiếm đẩy lùi được đối phương, chứng minh rằng hắn đã có thể đấu được với ông ta một trận. Lúc này, Thiên Trần trầm giọng nói, Diệp công tử, nhát kiếm này của cậu thật đáng sợ.
Diệp Huyên nhìn Thiên Trần, cười nói, cảm ơn sự giúp đỡ của tiền bối thời gian này. Thiên Trần khẽ lắc đầu, sau đó nghiêm nghị nói, Diệp công tử, nếu cậu ở đạo chi cảnh đại thành, có lẽ trong đạo chi cảnh rất ít người là đối thủ của cậu. Chắc chắn cậu sẽ là người gần như vô địch cùng cấp. Diệp Huyên bật cười lớn, tiền bối đừng nói như vậy, nói vậy ta sẽ kiêu ngạo đấy. Thiên Trần khẽ mỉm cười, điều ta nói là sự thật. Diệp Huyên mỉm cười, tiền bối, bây giờ ta muốn đột phá đạo chi cảnh. Đạo chi cảnh. Thiên Trần gật đầu, được, nhưng khi tu luyện đạo chi cảnh, Diệp công tử phải tu luyện được đạo thể trước đã. Đạo thể. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, nghĩa là gì? Thiên Trần trầm giọng giải thích, muốn tu luyện đạo chi cảnh không hề dễ, vì muốn đạt đến đạo chi cảnh nghĩa là cơ thể cậu phải chịu đựng được sức mạnh rất lớn của đạo tắc. Kiếm đạo của Diệp công tử rất mạnh, thần hồn của cậu cũng rất mạnh, nhưng cơ thể của cậu lại chưa đủ, hơn nữa cơ thể này không phải cứ chỉ cứng là được, còn phải đặc biệt một chút, mà đạo thể có thể chịu đựng và chấp nhận được lực lượng đạo tắc. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi bảo, không giấu gì ông, từ khi sinh ra hình như ta đã là đạo thể rồi. Nhưng sau này muội muội ta đã phong ấn giúp ta, vì thế người ngoài không nhìn ra được. Thiên Trần sửng sốt, Diệp công tử chắc chứ? Diệp Huyên gật đầu, ông cho ta chút lực lượng đạo tắc đi để ta xem. Thiên Trần do dự một lát rồi xòe tay ra, rất nhanh, một luồng lực lượng đạo tắc từ từ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Nhìn luồng lực lượng đạo tắc trước mặt, vẻ mặt Diệp Huyên cũng trở nên nghiêm nghị, vừa nãy khi chiến đấu với Thiên Trần, kiếm quang của hắn đã vỡ nhưng sức mạnh của Thiên Trần lại chưa vỡ. Điều này có nghĩa là sức mạnh của ông ta vẫn mạnh hơn kiếm khí của hắn rất nhiều. Mà sức mạnh của đối phương chính là lực lượng đạo tắc này. Nhìn lực lượng đạo tắc trước mặt, Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi xòe tay ra, nắm lấy lực lượng đạo tắc. Lực lượng đạo tắc chợt rung lên, một khắc sau lực lượng đạo tắc bị hắn hấp thu hết sạch. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên vui mừng khôn xiết. Đạo thể của hắn không phải đạo thể bình thường. Vẻ mặt Thiên Trần cứng đơ, ông ta im lặng hồi lâu mới nói, tinh thần lão tử sụp đổ rồi. Không thể không nói giờ phút này tinh thần của Thiên Trần đã thật sự sụp đổ. Tên này là thần tiên gì vậy? Đạo thể. Năm xưa để luyện ra đạo thể, ông ta đã mất cả mấy chục triệu năm. Mấy chục triệu năm? Không ai biết mấy chục triệu năm ấy ông ta đã trải qua như thế nào, thật sự, những năm tháng ấy đến giờ nghĩ lại ông ta vẫn thấy cay đắng. Thật sự gian khổ, chỉ riêng tài nguyên tu luyện, ông ta đã chuẩn bị mấy chục triệu năm. Vì muốn luyện ra đạo thể thì cơ thể phải đủ mạnh, mà muốn đặt nền móng vững vàng cho cơ thể cần quá nhiều tài liệu trận quý. Thật sự là rất nhiều tiền. Thế lực mà ông ta ở khi ấy không kham nổi, vì thế ông ta chỉ có thể tự mình tìm cách. Mà sau khi đặt nền móng vững vàng cho cơ thể, ông ta lại dành hàng chục triệu năm để tu luyện thần hồn. Điều khó khăn nhất là trong khoảng thời gian này ông ta vẫn phải cẩn thận, sợ có người tới gây sự với mình, nhất là chủ nhân bút đại đạo. Vì khi có người muốn luyện ra đạo thể đều sẽ có đạo lôi thần bí xuất hiện, cũng chính là thiên kiếp trong truyền thuyết. Nếu muốn nghịch thiên thì phải trải qua lôi kiếp. Vì vậy trong những năm tháng tu luyện, ngày nào ông ta cũng đều rất cẩn thận. Mà người trước mặt này trời sinh đã đạo thể. Mẹ kiếp! Lúc này Thiên Trần thật sự muốn mắng người. So sánh rồi lại thấy ghen tị. Diệp Huyên có đạo thể trời sinh đương nhiên có thể hấp thu lực lượng đạo tắc. Khoảng thời gian sau đó, Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng hấp thu lực lượng đạo tắc. Trong tinh không, Diệp Huyên cảm nhận lực lượng đạo tắc trong đất trời, mà giờ phút này hắn càng cảm nhận được chủ nhân bút đại đạo rõ ràng hơn. Đạo tắc. Trong vũ trụ vô tận này có đạo tắc lớn và nhỏ, những đạo tắc này giống như người trấn giữ vũ trụ vô tận này, giữ gìn trật tự trong vũ trụ. Mà giờ phút này hắn đã thực sự hiểu ra vì sao lại có nhiều người muốn nghịch thiên như vậy rồi. Trật tự là kiềm chế. Mà những cường giả đứng đầu đã quen tự do tự tại làm sao chịu được gò bó. Cho nên ai cũng muốn nghịch thiên. Đương nhiên cũng có một số người muốn thay thế chủ nhân bút đại đạo. Trong tinh không, Diệp Huyên lặng lẽ hấp thu lực lượng đạo tắc, vô số lực lượng đạo tắc tràn vào cơ thể hắn, dần dần người hắn khẽ run lên. Từng luồng uy áp vô hình quét ra từ cơ thể hắn, sau đó di chuyển tới nơi sâu trong tinh không. Thiên Trần ở một bên im lặng nhìn.
những gì nhìn thấy lúc này đã lật đổ tam quan của ông ta. Thì ra còn có người có thể tu luyện thế này. Đây không phải là gian lận sao? Đúng là điên rồ. Đương nhiên sau khi bình tĩnh lại, Thiên Trần càng sốc hơn. Vì sao Diệp Huyên lại yêu nghiệt đến vậy? Ai đã giúp hắn cắt đứt quá khứ, hiện tại và tương lai? Tại sao Diệp Huyên sinh ra đã là đạo thể? Đằng sau Diệp Huyên ẩn giấu điều gì? Thiên Trần càng nghĩ càng thấy sợ. Một lúc lâu sau, Thiên Trần nhìn Diệp Huyên ở bên cạnh, trong đầu ông ta chợt nảy ra một ý nghĩ. Đi theo Diệp Huyên có lẽ cũng là cơ hội của ông ta. Sau đạo chi cảnh, muốn nâng cao hơn nữa là điều quá khó, quá khó. Khó đến mức nào? Khó đến mức khiến ông ta tuyệt vọng. Không chỉ ông ta mà tất cả bá chủ viễn cổ cũng đều đã tuyệt vọng. Nhưng lúc này ông ta lại nhìn thấy hy vọng. Bởi vì sau khi Diệp Huyên đạt đến đạo chi cảnh, chắc chắn sẽ muốn tăng lên nữa. Nếu là người khác thì chắc chắn ông ta sẽ cười, nhưng Diệp Huyên thì khác, từ đầu đến chân hắn đều thần bí, nếu Diệp Huyên muốn tăng lên lần nữa thì có thể sẽ có cơ hội. Nghĩ đến đây, Thiên Trần đột nhiên trở nên hưng phấn. Vì vậy khi Thiên Trần nhìn Diệp Huyên lần nữa, ánh mắt đã trở nên nóng rực. Thật lâu sau, Diệp Huyên từ từ mở mắt ra. Trong mắt hắn có một tia sáng màu tím vụt qua. Đột nhiên, tinh hà trong bán kính mấy triệu dặm trở nên sôi trào. Vũ trụ tinh hà bắt đầu run rẩy. Đạo chi. Diệp Huyên hít sâu một hơi, lúc này hắn cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh cường đại. Sức mạnh vô cùng vô tận. Đạo vân chi lực, thần lực, lực lượng đạo tắc. Phải nói rằng sức mạnh này thật sự khiến người ta hơi huênh hoang. Vì lúc này hắn cảm thấy mình đã là vô địch. Mà giờ phút này hắn cũng đã hiểu ra rất nhiều người muốn nghịch thiên. Bởi vì lúc này trong đầu hắn cũng hiện lên một ý nghĩ, chủ nhân bút đại đạo là cái thá gì? Huênh hoang quá rồi. Diệp Huyên cười lớn. Lúc này Thiên Trần chợt bảo, chúc mừng Diệp Thiếu. Diệp Thiếu. Xưng hô đã thay đổi. Diệp Huyên trầm giọng, bây giờ ta chỉ có thể coi là tiểu thành thôi đúng không? Thiên Trần gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên nhìn Thiên Trần, ta muốn đạt đến đại thành. Thiên Trần cười, được, ta sẽ giúp Diệp Thiếu. Diệp Huyên khẽ cười, cảm ơn. Hắn thật sự rất biết ơn Thiên Trần, nếu không nhờ đối phương chỉ dẫn và giúp đỡ thì hắn sẽ không tiến bộ nhanh thế này. Những cảnh giới này rất phức tạp, nghe những lời này của Diệp Huyên. Thiên Trần lập tức cười bảo, Diệp Thiếu nói gì vậy? Đều là người một nhà cả, nói cảm ơn cái gì? Diệp Huyên, thời gian sau đó, Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng tu luyện, để tiết kiệm thời gian, hắn vào tiểu tháp tu luyện. Còn chuyện của thư viện, hắn đã giao hết cho ám quân xử lý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 229.